Phần 3. Hình như các trụ cột của Hoác Liên Bang khá đồng điệu trong các hành sự thì phải. Dù bên ngoài làm gì thì làm, nhưng làm tình thì phải ở địa bàn của mình thì mới được, chứ không le ve ở bên ngoài. Ở biệt thự của Bách Tùng, Thư Kỳ đang mặc bộ bikini mỏng manh, thả mình ở bể bơi trong nhà. Bách Tùng khoan thai dựa lưng ở thành bể, chiêm ngưỡng tuyệt tác từ người phụ nữ của mình. Thư Kỳ đã là người bóc tem anh ngay khi cả hai hẹn hò hồi cấp 3. Trong mắt của anh, cô ấy là một người phụ nữ chủ động, táo bạo. Muốn là phải có, một là một, hai là hai. Cảm giác như chẳng cần ai che chở, nhưng lại một lòng yêu lại người yêu cũ. Là người bản lĩnh, thậm chí ghê gớm với mọi người, nhưng lại muốn làm trẻ con với riêng Bách Tùng dù anh thua tuổi cô ấy. Cô ấy nằm ngửa thả lỏng cơ thể trên mặt nước, nhưng vẫn nói chuyện với Bách Tùng. Nhìn chưa chán sao? Nhìn bù những ngày chia tay. Thư Kỳ mỉm cười bơi tới chỗ anh ấy. Cô đứng đối diện anh. Nhìn kỹ đi. Bách Tùng nhìn vào bikini của cô ấy. Rất đẹp. Em đẹp hay bikini đẹp? Em đẹp, nên làm bikini cũng đẹp theo. Thư Kỳ táo bạo tháo dây áo ném lên bờ. Giờ thì sao? Đẹp vô cùng. Cô ấy áp sát ngực trần vào lòng anh, tay nghịch ngợm phía dưới làn nước, làm Bách Tùng bóp lấy cổ cô. Càng ngày càng khoa trương. Đợi về phòng. Không về phòng. Thư Kỳ ném nốt chiếc quần của mình lên bờ. Bách Tùng nhìn cô chằm chằm. Em vẫn chẳng thay đổi gì. Năm ấy bóc tem anh, cô ấy đã gạ anh tới khách sạn rồi lột quần anh ra mà tiến tới. Bách Tùng dĩ nhiên chịu trận, không chịu nổi cám dỗ của đàn chị này. Anh cúi đầu nhẹ. Thư Kỳ mỉm cười. Cô biết anh ấy thích nhất là vòng một. Cô khiễng một chân chống xuống đáy bể, một chân được Bách Tùng nâng lên. Anh dứt khoát hành xử cô ấy tại đây, từng đợt làm làn nước cũng sao động theo hai người. Sau đó Bách Tùng bế cô về phòng riêng, còn hành cô thêm mấy lần đã đời thì mới chịu buông tha. Hai người hoan ái một trận kịch tính, chỉ vì một lần gạ tình của Thư Kỳ mà hôm sau người làm phải đi thay nước nguyên cái bể bơi lớn. Hân Nghiên đã chốt đơn nên hội chị em Hoác Liên Bang có rủ nhau làm một bữa tiệc độc thân, dù chưa biết bao giờ cô ấy mới cưới. Cơ bản là do Hoác Liên bày đầu vì muốn được đi quẩy xuyên đêm. Có cả một ngoại bang là Thư Kỳ, không sớm thì muộn, con gái Hồng Bang Hội cũng nhập hộ khẩu làm dâu Hoác Liên Bang thôi. Dĩ nhiên các anh chồng và anh người yêu phải chiều ý nửa kia của mình. Người ta thì làm tiệc ngọt ngào ở nhà riêng, còn mấy cô gái này thì quậy đục nước ở quán bar. Hoác Liên với mấy vụ ăn chơi này thì phải nói là nghệ cả cổ. Lên dress code tone đen huyền bí, người nào cũng sexy xinh đẹp. Một hội bốn người đi tới đâu gây chú ý tới đó. Mấy người đàn ông tưởng họ tụ tập ở nhà Hân Nghiên cho nên không cử vệ sĩ đi theo nữa. 2 giờ sáng, Hoác Long ở biệt thự thấy điện thoại báo nhịp tim cao bất thường, tận 108 nhịp một phút lận. Anh nhíu mày. Đây là kết nối với đồng hồ thông minh của vợ mà. Mấy người đó làm cái quái gì mà nhịp tim lại cao như vậy? Anh mở định vị, thấy hiển thị là một quán bar nổi tiếng lớn nhất ở thành phố. Nhóm chat của anh em nhà Hoác Liên Bang vào tờ mờ sáng bỗng tinh tinh liên tục. Ra mà xem họ đang làm cái gì này. Kèm theo ảnh chụp màn hình hiển thị nhịp tim và định vị điện thoại. Mạc Nguyên thì kiểu, Bạch Tùng thì, Vu Thần thì lại tức giận. Chả cần nói thêm, họ hiểu nhau quá mà. 2 giờ 30 sáng tại cửa quán bar, có 4 chiếc xe sang đỗ chắn hết nguyên cái lối. Một Cadillac của Hoác Long, một Maybach của Mạc Nguyên, một Lamborghini của Vu Thần, một Porsche của Bách Tùng. Người ta đi chơi đêm lần đầu được thấy 4 tổng tài cùng bước xuống như trong truyền thuyết. Ai cũng cao trên 1m8, đẹp trai sáng cả một vùng trời, nhưng ánh mắt lạnh lùng tạo cảm giác không ai dám lại gần. Nhân viên vội vã cúi đầu chào và mở cửa mời các vị khách VIP vào trong. Nhìn một lượt, cả 4 bắt gặp ngay nhóm 4 cô gái đang quẩy tưng bừng. Khả Ni mặc váy đen bó sát lại còn lấp lánh, trên kín đáo để che hình xăm báo đen, nhưng dưới thì hở gần hết cặp đùi mà Hoắc Long nghiện nhất. Hân Nghiên thì lại mặc váy trễ vai, dài qua đùi tường kín nhưng lại xẻ một đường dài. Bờ vai thon khiến Mạc Nguyên mê mẩn, lại phô hết ra để bao chàng trai ở đó ngắm nhìn. Thư Kỳ thì chả kém,
Mặc quần áo tưởng không lộ, nhưng không, áo là áo quay tôn lên bộ ngực căng tròn, hở nguyên vùng eo nhỏ xíu. Quần là quần bomber khỏe khoắn với giày thể thao. Cô ấy còn đeo chiếc khuyên tai tròn to, đùng, nhìn rất thu hút mắt. Vu Thần nhìn thấy người phụ nữ của mình mà tức tối, chỉ muốn lao vào đấm hết những kẻ nhìn cô ấy. Hoắc Liên mặc quần suông đen đi giày cao gót, nhưng trên thì quấn cái gì đây? Vâng, Vu Thần nhận xét thì đó là chiếc khăn lụa họa tiết đen trắng Burberry mà anh mới mua. Cô ấy dám lấy khăn của anh gập thành tam giác, buộc lên người che được thân trước nhưng hở nguyên cả tấm lưng trần. Hoắc Liên trên bục cao cầm chai rượu phun nước tung tóe xuống phía dưới. Ai nấy cũng hò hét phấn khích. Xong rồi ba cô gái còn lại còn cạch ly với nhau, rồi uống cạn ly của mình. Vu Thần định tiến lên, Mạc Nguyên lại chặn lại. Cứ để cho họ chơi, hiếm khi thấy họ vui vẻ cùng với nhau như vậy. Dù gì cũng là mang tiếng tiệc độc thân của vợ tương lai, Mạc Nguyên không muốn phá đám và làm mất hết thể diện của cô ấy. Thấy họ xinh đẹp vui vẻ như vậy, anh thậm chí có chút tự hào, dù lúc đầu không muốn có kẻ khác nhìn người của mình. Anh cả đã nói thế, các em phải theo thôi. Họ tới một bàn VIP bên trên lầu, gọi thêm rượu, rồi cùng đứng từ trên nhìn xuống để trông coi các cô gái. Vu Thần cầm một chai bia, ba anh còn lại thì uống rượu. Hoắc Long lắc lắc ly rượu trên tay, đăm chiêu nhìn vợ. Bà xã, em đẹp nhất. Hoắc Nguyên cười, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rồi nói, vợ anh quyến rũ nhất. Vu Thần cũng phải ti toe, người yêu em cá tính nhất. Bách Tùng im ắng nhất, lên tiếng cuối cùng, bà chị của em là khỏe khoắn nhất. Kèm nụ cười mờ ám, ngay lập tức Mạc Nguyên lườm qua một cái. Hoắc Long cười mỉm, Vu Thần thì vớ được một bao thuốc lá ném qua chỗ Bách Tùng vì dám phát ngôn táo bạo. Một vài người đàn ông muốn tiếp cận làm quen với các cô gái đẹp. Cả bốn người đàn ông bên trên đứng nhìn xuống để xem người của mình sẽ xử lý ra sao. Khả Ni giơ giơ tay trái có nhẫn kim cương đen lên, lắc lắc trước mặt đối phương. Họ nhìn thấy viên kim cương đắt giá, dù đeo ngón giữa chứ không phải là ngón áp út thì vẫn e dè. Rõ ràng phải rất giàu có và quyền lực mới sở hữu lại trang sức đắt đỏ như thế này. Thế là chàng trai đó bỏ cuộc. Hân Nhiên và Hoắc Liên đi vệ sinh nên một người tới mời Thư Kỳ một ly để bắt chuyện. Anh uống thắng tôi rồi tính tiếp. Người đó nhìn cô cười đắc ý. Một cô gái như cô mà dám thách thức sao? Được, tôi thích những cô gái táo bạo và khó chinh phục, rất thú vị. Thư Kỳ cười lạnh, cô cho nhân viên xếp một hàng ly lớn ở dưới, rồi một hàng ly nhỏ đặt trên. Dưới là rượu màu hổ phách, Khả Ni cũng không rõ chính xác là rượu gì, nhưng cô thấy Thư Kỳ rất tự tin. Cô ấy lấy một con dao nhỏ nhét sau lưng quần ra, ai cũng há hốc nhìn, có người sợ hãi lùi lại. Khả Ni cười, Thư Kỳ đúng là Thư Kỳ, dao lúc nào cũng có. Trước khi vào quán bar, họ đã được nhân viên kiểm tra một lượt quanh người để đảm bảo không có chất cháy nổ hay vũ khí lọt vào trong. Thế mà Thư Kỳ vẫn có mới tài. Cô ấy hất mạnh con dao lên, nắp chai rượu đã tung khỏi miệng chai. Mọi người vỗ tay háo hức xem cuộc thi hay ho này. Người đàn ông kia có vẻ hơi rén, nhưng sĩ diện đàn ông không cho phép anh ta rút lui khỏi cuộc thi còn chưa bắt đầu. Chất lỏng màu vàng nhạt được Thư Kỳ rót đầy hàng ly bên trên. Búng tay một cái, hàng ly trên lọt thẳng vào các ly dưới. Hai thứ chất lỏng hòa vào nhau rồi sủi bọt nhẹ. Rõ ràng cô ấy rất chuyên nghiệp. Khả Ni cảm giác uống rượu kiểu này dễ say nhân hai bình thường, có chút lo lắng cho người chị ưa cảm giác mạnh này. Thư Kỳ chủ động cầm một ly lên uống cạn. Tên kia cũng uống một ly. 1, 2, 3, 5 có đánh rơi nhịp nào không? Tới ly thứ 9, tên kia cồn cào ruột gan nhăn nhó. Thư Kỳ tính cả rồi, khi nãy cô đã ăn lót dạ ở nhà, tới đây cũng ăn vặt mà không uống chất cồn mấy, nên cô chưa hề hấn gì. Ai cũng há hốc nhìn người phụ nữ. Tên kia sắp thua nên giờ giọng cùn, có phải cô giờ trò không? Bình thường tôi uống tốt hơn thế này. Cô không đáp, ung dung lấy tay cuộn tóc lên đỉnh đầu, cầm ly thứ 10 của mình lên, ngửa cổ uống hết trong tiếng vỗ tay lẫn hò hét xung quanh. Sao? Anh có uống được ly cuối này không? Tên kia mặt đỏ bừng, còn danh này, mày nhất định đã giở trò. Thư Kỳ nhích môi cầm ly rượu cuối cùng đổ thẳng lên đầu hắn. Đồng ý thi nhưng không uống nổi thì lại kiếm cớ, thật không đáng mặt đàn ông. Tên nó điên tiết lên,
Định giơ tay đánh thì bị cô giữ lại. Tay kia cô cầm con dao ném mạnh. Cả con dao ghim vào mặt bàn gỗ khiến cho mọi người kinh ngạc. Hắn biết đã dây vào một người không tầm thường, bèn to tiếng: "Gọi quản lý ra đây." "Không cần gọi, chúng tôi có mặt rồi." Người quản lý đem theo vài nhân viên đúng lúc đi tới. Nghe nhân viên báo cáo có người phụ nữ mang dao vào đã vi phạm quy định, anh ta đi ra để giải quyết việc này. "Thưa cô đã vi phạm quy định. Ở đây không được phép mang đồ sắc nhọn và nguy hiểm như dao." Anh ta liếc nhìn con dao, còn tên đàn ông kia cũng viện cớ: Đúng, cô ta phạm luật, anh phải xử lý." Thư Kỳ xoay người rút con dao lên, cầm chiếc khăn giấy ở bàn nhẹ nhàng vừa lau vừa nói: "Gọi ông chủ của nơi này ra đây." "Cô ngu xuẩn vậy, hãy xin người ta bỏ qua đi, còn vinh váo gặp ông chủ là không xong đâu." Người quản lý nhìn thấy hình xăm đại bàng sau gáy Thư Kỳ, bèn gấp gáp gọi điện thoại mà kệ tên kia đang léo nhéo. Chỉ vài phút sau, một người tầm 40 tuổi đi ra, kính cẩn chào: "Thì ra là Hồng tiểu thư, hân hạnh hân hạnh." Thư Kỳ nói nhỏ với ông ta gì đó, ông ấy nhăn mặt nhưng cúi đầu gật gật. Tên thi rượu vẫn hậm hực: "Ông chủ, ông không được thiên vị, phải xử lý cô ta đi chứ." Ông ấy quay ra nói với người quản lý, phớt lờ tên kia: "Từ bây giờ cô Hồng đây sẽ là chủ của các người." Thư Kỳ cười nhẹ, nhét con dao ra sau cặp quần, nói thêm: "Tôi không muốn tên hèn mọn này xuất hiện ở đây nữa." Người quản lý hiểu ý, ra hiệu cho nhân viên lôi tên đó ra ngoài. Hân Nghiên và Hoắc Liên đi ra thấy một đám đàn ông tụ tập bèn ngơ ngác: "Bọn chị vừa bỏ lỡ cái gì sao?" Khả Ni nhún vai: "Không có gì, chỉ là trong số chúng ta có người vừa lên chức bà chủ." "Là sao ạ?" Hoắc Liên tò mò hỏi. "Chị Kỳ vừa mua lại quán bar này." Hai người ngạc nhiên, Hoắc Liên yêu vu thần nên cũng có động tác giơ ngón tay like y hệt. "Quá đỉnh." Trên lầu cánh mày râu vừa được xem một màn hay. Đúng là chị cả nhà họ Hồng, người phụ nữ đứng đầu Hồng Bang hội, rất có khí chất. Hoắc Long nhìn sang Thân Tín cười: "Bà chị của cậu biết chơi đấy." Bách Tùng lần này quả là nhờ bạn gái mà được nở mày nở mặt với hai lão đại và cậu em thân thiết. Cũng gần sáng rồi, bốn cô gái ra xe đi về. Hân Nghiên không uống rượu nên phụ trách lái xe. Trước khi vào xe, Khả Ni quay đầu lại nhìn hình bóng quen thuộc, tủm tỉm cười. Cô không nói cho mấy người kia là những người đàn ông của họ cũng có mặt. Họ về nhà Hân Nghiên, cả bốn nằm chen nhau trên một giường lớn tám chuyện. "Nói xem, các chị quen các anh em như thế nào?" Vẫn là Hoắc Liên nói nhiều nhất, nhờ cô ấy mà bầu không khí luôn sôi nổi. "Chồng chị là anh của sếp chị." Khả Ni trả lời đầu tiên. Hoắc Long đúng là anh của Vu Thần, dù không chung dòng máu, mà Vu Thần là sếp cô được nửa ngày thì đã bị đấm không trượt phát nào. "Bạn trai là đàn em khóa dưới hồi chị học cấp 3." Thư Kỳ giơ tay ngắm ngắm bộ neo mà nói. "Chồng tương lai là đồng nghiệp." Hân Nghiên giọng đầy vui vẻ khi nói về đối phương. Hoắc Liên thì lẻ lưỡi: "Bạn trai là con nuôi của bố mẹ em." Cả bốn người cười phá lên. Cứ mỗi lần nghe Hoắc Liên kể về Vu Thần là đàn chị lại được hình dung mấy mẩu chuyện trẻ trâu trí chóe, nhưng lại rất vui nhộn. Họ cứ buôn dưa lê rồi ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Nhá nhem tối, Hoắc Long thấy vợ yêu về. "Ông xã." Anh ngồi phòng khách, giang tay đón Khả Ni đặt lên đùi. "Sao biết anh ở đó?" "Thần giao cách cảm đó." Khả Ni cười cười, cô đang định bợ chồng mà thôi. Thực ra từ ngày làm chủ mẫu Hoắc Liên Bang, khả năng quan sát và phản xạ của cô đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hoắc Long vui vẻ sờ đùi cô bóp bóp. "Mới không ở nhà một tối mà đã nhớ rồi." Anh nói rồi hôn cô một cái. "Ở đây có người làm mà." Khả Ni đẩy anh ra. Hoắc Long đứng dậy, bế cô một mạch lên lầu rồi hai người ngấu nghiến lăn lộn trên giường. Cô đi chơi cả đêm, về lại bị chồng ăn sạch, mệt rã người ngủ tới nửa đêm. "Chồng ơi, em đói." Cô rúc rúc vào người Hoắc Long rồi nói nhỏ. Anh rất tỉnh, bèn nghe thấy lời vợ mình. "Để anh bảo người làm cho em. Em muốn ăn gì?" "Thôi, đêm rồi, đừng làm phiền họ nữa. Em sẽ pha mì gói. Anh ăn không?" "Anh làm cho em, đợi anh một lát nhé." Hoắc Long biết vợ giờ đứng không vững nên đã khoác áo choàng ra ngoài. Lát sau, anh bê một bát cháo yến mạch tới tận giường cho Khả Ni. "Em uống rượu lại ăn mì gói sẽ lại hại dạ dày. Anh làm món này khá nhanh và sẽ ấm bụng hơn. Có cả ức gà xào cho em ăn kèm đó." Khả Ni cảm động. Bố cô nói đúng,
hay yêu và lấy người chăm sóc cô như con gái. Anh giờ thay bố cô chăm sóc cô. Ôm Hoắc Lăng vào lòng, cô thò thẻ. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Nếu biết sẽ yêu nhau nhiều đến như thế thì ngay từ đầu em đã không chạy mất rồi. Nay Christy có nhận một viên kim cương quý hiếm thuộc top bậc nhất thế giới để đấu giá. Nếu thành công, nó sẽ là viên kim cương phá kỷ lục đấu giá trên thế giới. Viên kim cương xanh lớn nhất thế giới DB Cullinan đã từng định giá 50 triệu USD ở phiên đấu giá của Dothby, đối thủ của Christy. Nó được tìm thấy ở mỏ Cullinan ở Nam Phi, một trong số ít mỏ trên thế giới có kim cương xanh cực kỳ quý hiếm. Viện gia của Mỹ xếp hạng viên kim cương này có tinh độ tinh khiết cao, trong vắt, thứ hạng cao nhất về màu sắc. Trong tất cả số kim cương mà gia đánh giá thì chỉ 1% được xếp vào loại siêu cao cấp này. Thế là hội chị em nhà Hoắc gia rủ nhau tới viện Christy để chiêm ngưỡng trước khi nó được đem ra đấu giá. Đây là đặc quyền cho vợ và em gái ông trùm Hoắc Liên Bang, bởi vì tính bảo mật cực cao dành cho viên kim cương này thì lẽ ra không ai được tiếp cận. Hân Nghiên đeo găng tay cẩn thận đặt viên kim cương vào hộp, càng làm nổi bật màu xanh mê hoặc lấp lánh. 50 triệu USD, gần bằng tất cả số tiền trong ngân hàng của chủ mẫu Hoắc Liên Bang. Viên kim cương đen của Khả Ni cũng trở nên nhỏ bé trước viên kim cương xanh này. Hoắc Liên muốn cầm nhưng bị Hân Nghiên và Khả Ni cản. Nó mà làm sao thì toi đời. Vấn đề không phải vì tiền mà là ở độ quý hiếm của nó. Có tiền chưa chắc mua được. Các đại gia hàng đầu thế giới ai cũng ao ước và săn lùng viên kim cương này. Phòng trưng bày viên kim cương này có hệ thống laser mạnh nhất. Các vật phẩm quan trọng của Christy cũng chỉ dùng laser cấp độ 1, đốt cháy vật liệu mỏng như giấy, chiếu lâu vào da sẽ bỏng, chiếu vào mắt sẽ mù. Riêng viên kim cương xanh này lại được ưu tiên dùng laser cấp độ 2, cực kỳ nguy hiểm với con người, có thể cắt đứt cả cành cây. Nghĩ thế là yên tâm. Thế mà họ vừa rời khỏi tòa nhà trụ sở của Christy, chuông báo động đã kêu inh ỏi. Hân Nghiên vội vã cùng đội bảo an quay lại, Khả Ni và Hoắc Liên cũng chạy theo. Không thể nào. Họ tới phòng, hệ thống laser đã bị gián đoạn, viên kim cương đã biến mất. Ngay lập tức phong tỏa cả tòa nhà, cả đám thuộc hạ bắt đầu lùng sục khắp nơi. Hân Nghiên vô cùng sốt ruột. Christy là địa bàn cô phụ trách, nếu như gây ra tổn thất, trách nhiệm sẽ vô cùng lớn. Khả Ni và Hoắc Liên cũng chia nhau ra tìm. Tới đoạn hành lang lên tầng thượng, Khả Ni bắt gặp một hình bóng lướt qua rất nhanh. Cô đuổi theo lên tới nóc nhà. Người đó bị gió làm cho bay mũ ra, mái tóc bạch kim tung bay trong gió. Là nữ sao? Khả Ni bất ngờ tóm lấy áo cô gái đó. Cô ta cũng quay lại vặn ngược tay cô. Khả Ni lộn nhào ra sau, giữ được cổ cô ta. Một mùi hương rất đặc biệt được Khả Ni cảm nhận. Cô lơ đãng đúng một giây thì người đó cắn vào tay Khả Ni, rồi đu dây đã chuẩn bị sẵn móc nối sang tòa nhà đối diện chuồn mất. Các lão đại nghe tin viên kim cương bị đánh cắp, lại có người phụ nữ của mình ở đó, cũng sốt sắng tới viện Christy. Một đoàn xe 30 chiếc G63 nối đuôi nhau, rồi chia ra các ngả đường quanh viện Christy để truy lùng kẻ trộm. Hoắc Long tìm được vợ trên sân thượng, thấy cô nhăn nhó ôm tay. Khả Ni, ông xã, em có sao không? Không, em suýt thì tóm được cô ta, nhưng mà cô ta rất giỏi cho nên đã thoát rồi. Không sao là tốt rồi. Hoắc Long lo vợ trước tiên, anh không bận tâm viên kim cương kia bằng an nguy của cô ấy. Chưa biết tên trộm có năng lực ra sao, chỉ cần dám trộm đồ ở địa bàn của ông trùm Hoắc Liên Bang thì đã được coi là quá bản lĩnh rồi. Khả Ni đưa tay mình lên cho Hoắc Long ngửi. Anh thấy gì? Mùi hương. Mùi này thật khó đoán. Đúng, nó là manh mối để tìm thấy cô ta. Thư Kỳ nghe tin từ Bách Tùng, cũng cùng Hồng Vũ Hưng cho thuộc hạ Hồng Bang Hội đi lục tung cả cái thành phố lên. Cả đêm thành phố sầm uất náo nhiệt, có hai băng đảng thế lực gấp rút tìm một cô gái to gan dám trộm đồ. Ba ngày trôi qua vẫn chưa có manh mối gì của cô gái ấy. Mấy chị em phụ nữ ai cũng lo lắng và động viên để Hân Nghiên bớt căng thẳng. Mạc Nguyên tạm thời đang làm ăn một vụ lớn bên nước ngoài cho nên chưa kịp về bên vợ. Hoắc Long còn cho mấy chuyên gia về nước hoa và hương liệu tới. Hai vợ chồng mô tả về mùi thơm để họ điều chế, nhưng không tài nào ra được cái mùi của cô gái trộm đồ. Khả Ni tự trách mình để cô ta thoát thân, nên Hoắc Long dẫn cô tới trung tâm thương mại để mua sắm cho bớt stress. Khả Ni không biết đây là trung tâm thương mại của Hoắc gia,
đang được Vu Thần quản lý. Cô khoác tay chồng đi dạo một vòng nhưng không hứng thú gì. Bỗng tới một gian hàng trà sữa, cô lại bị thèm, thế là tiến vào muốn mua một ly. Trong lúc đợi nhân viên pha chế, một cô gái đeo khẩu trang lướt qua. Khả Ni và Hoắc Long lập tức nhìn nhau. Chính là nó. Hai người quay lại, Hoắc Long tóm vai cô ta. Cô ta cũng phản ứng rất nhanh, ném đi trà sữa trên tay vào người anh, nhưng anh né được. Khả Ni cũng đuổi theo. Cô gạt chân làm cho cô ta ngã nhào dưới sàn. Cô ta không khuất phục, đứng lên chạy tiếp. Hoắc Long rút súng định bắn, nhưng trung tâm thương mại rất đông người, có cả trẻ em, anh không muốn làm kinh động. Là chủ nơi này cho nên anh thông thạo các lối đi, bèn nhảy xuống thang cuốn, chạy bộ thật nhanh vào một đoạn rẽ rồi mất hút. Khả Ni ôm bụng nhăn nhó nhìn ngang nhìn dọc, mất dấu vết của kẻ trộm mà cũng không thấy tung tích của Hoắc Long đâu nữa. Sully LK lột tóc giả ra, để lại một mái tóc bạch kim, ung dung điềm tĩnh đi bộ tiến ra ngoài. Chuẩn bị tới cửa ra vào, bất ngờ có người dí súng vào eo cô làm cô bất động. Hoắc Long không để đối phương kịp phản ứng, dứt khoát đánh mạnh vào gáy, làm Sully LK ngất ngay tại chỗ. Anh đỡ lấy cô gái đang gục xuống, nhìn bề ngoài khó ai nhận ra, giống như một người đàn ông đỡ lấy một người phụ nữ mềm yếu bị mệt hơn. Cuối cùng cũng tóm được cô. Anh gọi thuộc hạ đưa cô ta ra xe để về đại bản doanh của Hoắc Liên Bang thẩm vấn, rồi quay lại chỗ vợ mình. Khả Ni đang ngồi ghế ở quán trà sữa, nhân viên làm đồ uống xong đã mang ra cho cô. Đúng lúc này Hoắc Long quay lại, anh cầm ly trà sữa và báo cho vợ đã tóm được cô ta. Khả Ni hơi đau bụng nhưng vẫn mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, đứng lên. Bất ngờ một chất lỏng màu đỏ chảy dọc hai chân. Hoắc Long hoảng hốt chưa hiểu gì thì Khả Ni đổ dầm vào người anh khuỵu xuống. Khả Ni được gấp rút đưa về biệt thự. Hoắc Long tạm thời nhốt kẻ trộm ở đại bản doanh và giao cho Bách Tùng xử lý. Anh phải lo cho vợ trước. Chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại mình quản lý cho nên ngay lập tức Vu Thần cũng có mặt. Hoắc Liên lo cho chị dâu cũng theo tới. Bác sĩ khám cho Khả Ni một lúc, ra ngoài với nét mặt khó tả. Đây là bác sĩ riêng của Hoắc gia. Chủ mẫu có thai được 6 tuần rồi. Cô ấy có cơ thể suy nhược, lại kích động mạnh cho nên bị động thai. Chảy máu quá nguy hiểm, may mắn là giữ được, nhưng nhất định không thể bị lần hai được, phải hết sức chú ý. Nghe xong ai cũng hoang mang không biết nên vui hay buồn. Hoắc Long lo lắng nhìn vợ, rất áy náy cầm tay cô. Xin lỗi em, là anh đã không để ý. Không sao, hơi đường đột, nhưng em đã chuẩn bị tinh thần rồi. Có là tốt rồi, giữ được là tốt rồi. Hoắc Liên vào trong thăm chị dâu, người thấy mùi thuốc sát khuẩn làm cô ôm miệng chạy mất. Em Vu Thần đuổi theo sau. Vào nhà vệ sinh thấy Hoắc Liên nôn khan chảy cả nước mắt. Hoắc Long nhíu mày. Bác sĩ, ông khám luôn cho con bé đi. Thật bất ngờ, bác sĩ dựa vào chu kỳ kinh nguyệt chuẩn đoán Hoắc Liên cũng có thai luôn. Cơ mà cô ấy được khoảng 8 tuần. Mấy người trẻ này thật là, sao mấy chuyện này mà lại bỏ lỡ được. Có thai cũng không cô nào biết luôn. Thực ra Khả Ni do mấy lần bị thương dùng quá nhiều kháng sinh nên cơ thể trở nên rụng râu không đều. Còn Hoắc Liên trước đó có máu báo thai, nhưng cô lại ngây ngô nghĩ đó là tới kỳ kinh nguyệt, còn thắc mắc sao lần đó ra máu ít hơn hẳn các tháng mọi khi. Vu Thần ú ớ. Hả? Vậy là em có con đầu tiên à? Khả Ni nằm ở trên giường yếu ớt nhưng vẫn vui lòng. Đúng là tuổi trẻ tài cao, xem ra Hân Nghiên và Mạc Nguyên phải phấn đấu dài rồi. Hoắc phu nhân đùng cái nghe tin mình sắp có hai cháu, cả nội cả ngoại thì vui mừng không thôi. Bà tới trước bài vị chồng thắp một nén nhang, rồi gọi cho Khả Hùng thông báo. Khả Hùng ở bên nước ngoài nghe tin mình sắp được làm ông ngoại thì chảy cả nước mắt, nhìn lên trời trầm tư nghĩ về người vợ đã khuất của mình. Bách Tùng dội nước lên đầu cô gái châu Âu, nhìn có gì đó rất quen mắt, nhưng hỏi thì cô ta bướng bỉnh nhất quyết không hé nửa lời. Tiger LK mấy ngày nay thấy em gái mất tâm, không thấy tới quấy rầy mình thì lại thấy thiếu thiếu. Anh không liên lạc được, lại cho người định vị xem Sully LK đang ở đâu. Hai người đó đều lấy biệt danh LK là viết tắt họ của mình. Tiger và Sully là tên chính. Sully mới 23 tuổi, anh trai là ông trùm hắc bang châu Âu, không thiếu gì tiền, nhưng cô em gái thì lại đam mê chồm chìa. Cô coi đó là một việc rất kích thích, thử thách bản thân, lại có được món đồ mình muốn mà chả mất một xu nào. Viên kim cương xanh đã lọt vào tầm ngắm của cô, nên cô cất công bay sang tận đây để trộm.
Thế mà chỉ vì món trà sữa mà bên châu Âu không có, cô lại bị tóm ở đây. Chiếc vòng cổ nhỏ Tiger tặng Sully đã được anh âm thầm gắn định vị mà cô không biết. Sully LK không thiết tha lắm việc sẽ cùng anh trai làm ăn, chỉ thích lông bông lượn lờ khắp thế giới, cao hứng thích gì thì trộm. Nghe thuộc hạ báo định vị ở địa bàn của Hoắc Long, Tiger LK vô cùng thắc mắc. Anh và Hoắc Long lâu nay không đụng chạm, Sully lại càng không thể liên quan tới Hoắc Long. Dự cảm không lành, Tiger lập tức sai người chuẩn bị máy bay riêng. Anh phải đích thân tới để làm rõ chuyện này và lôi cổ đứa em nhiễu sự của mình về. Thế là một chiếc máy bay từ từ hạ xuống nóc tòa nhà của tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Long cũng vô cùng khó hiểu. Tiger LK không báo trước mà lại đột xuất tới chỗ của mình. Mạc Nguyên lo có chuyện nghiêm trọng cũng gấp rút về trụ sở. Hai lão đại cùng rất đông đàn em sẵn sàng chào đón Tiger LK. Hoắc Long nhàn nhã lấy một điếu thuốc ra hút. Mạc Nguyên thì đăm chiêu nghĩ các tình huống có thể xảy ra và cách ứng phó. Nghĩ thế nào cũng không ra được lý do phù hợp. Tiger LK mỉm cười bước xuống, rất chủ động. Mấy người không cần lo, tôi chỉ mang một con máy bay thôi, không có bom hay hỏa tiễn đâu. Tiger, cậu đến thế này làm tôi có chút khó xử đó. Hoắc Long lấy chân dập điếu thuốc, mắt sắc lạnh nhìn Tiger LK. Tôi không có ác ý mà, tôi tới tìm đứa em của mình. Nó ở địa bàn của anh, nên hỏi anh là nhanh nhất. Tôi tới để đón nó về nhà quản lý. Hoắc Long khá bất ngờ, chưa từng nghe Tiger LK có em. Em cậu ở đây, sao tôi có thể không biết? Vào trong rồi nói. Mạc Nguyên lên tiếng, ra dáng chủ nhà mời khách. Hoắc Long và Tiger LK đi song song nhau tiến vào. Mạc Nguyên vẫn rất đề phòng đám người châu Âu. Ngồi trong phòng làm việc, Tiger đưa điện thoại có ảnh em mình cho Hoắc Long xem. Hoắc Long nhìn chằm chằm, mỉm cười gọi cho Bách Tùng. Đem cô ta tới chỗ tôi. Chỉ ít phút sau, Tiger LK nhìn thấy em gái bị trói tay đằng sau đi vào, nhíu mày đứng bật dậy. Lập tức Mạc Nguyên dí súng vào đối phương. Người của Hoắc Liên Bang cũng chĩa súng vào đám thuộc hạ của Tiger. Hoắc Long, anh nói nước sông không phạm nước giếng. Đây là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thật không có lòng hiếu khách. Hoắc Long cong môi cười. Cậu cũng biết câu nói của chúng tôi cơ à? Khá khen cho lời hứa nước sông không phạm nước giếng. Tôi mới là người phải nói câu này mới phải. Cậu hỏi xem, đứa em gái của mình đã làm ra trò gì? Tiger LK nhìn Sully LK. Sully, em đã làm ra cái quần què gì vậy? Sully không hiểu sao anh trai lại mò được tới tận đây, lại còn quen biết đám người bắt giữ cô. Tiger, bảo họ thả em ra. Mẹ, đừng có nói là em lại chôm chìa cái gì đấy nhá. Hoắc Long vỗ tay. Anh em nhà này hiểu nhau đấy. Cô ta đã trộm đi bia Kulinan ở địa bàn của tôi. Tiger nhìn Hoắc Long rồi nhìn Sully. Anh biết phim kim cương đó như thế nào? Trả lại là anh sẽ thả con bé ra phải không? Đâu dễ như thế. Tôi trả anh gấp đôi, 100 triệu USD. Thứ tôi có nhiều nhất chính là tiền. Một phần địa bàn châu Âu. Châu Âu tôi cũng có kinh doanh rồi, thậm chí rất phát triển. Xem ra đứa em này được cậu rất coi trọng. Anh đang cậy ở địa bàn của mình mà làm khó tôi sao? Anh có tin chỉ một câu của tôi thì cái tòa nhà này bay màu trong phút mút hay không? Có nhanh bằng một phát đạn ghim vào sọ của ta không? Cậu coi trọng em của mình thì tôi cũng coi trọng vợ của mình. Cậu có biết cô ta đã gây ra chuyện gì không? Không phải mỗi một viên kim cương xanh đâu. Vợ anh thì liên quan gì ở đây? Vì em gái của cậu mà vợ tôi suýt thì sảy thai đó. Tôi suýt thì mất đi đứa con đầu tiên của mình đó. Mẹ kiếp. Hoắc Long gầm lên. Tiger LK coi trọng em gái, dĩ nhiên hiểu máu mủ tình thân thiêng liêng cỡ nào. Sully LK cũng ngỡ ngàng, cô đâu biết việc này. Anh, em không có cố ý, em cũng không biết là cô gái đó mang thai. Tiger đi tới chỗ em gái, định giơ tay đánh một cái nhưng lại dừng lại. Sau vụ Khản đi tới chỗ mình cứu chồng, anh biết cô ấy là giới hạn của Hoắc Long, nay lại có cả đứa bé, tiến thoái lưỡng nan. Chết tiệt, anh cởi trói cho nó. Tôi sẽ dạy dỗ lại đứa em của mình. Hoắc Long nhìn Bách Tùng. Bách Tùng hiểu ý cắt phăng sợi dây ra. Sully lắc lắc cái tay bị trói làm cô mỏi và đau. Tiger cầm con dao hoa quả cắt ở trên bàn, dứt khoát cầm tay trái của Sully đặt xuống bàn. Sully LK hoang mang nhìn anh. Anh, không lẽ
Chưa kịp nói hết câu, Tigger LK đâm phập một nhát vào bàn tay của Sully. Một tiếng thét chói tai vang lên, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn việc xảy ra trước mắt. Hoắc Long nhíu mày, Tigger cố tình đâm tay trái mà không phải là tay phải, xem ra là cố chừa một đường lui cho Sully LK. Thế này đã đủ thành ý chưa? Khán đi bị chồng cấm đi lại, cô phải ở nhà dưỡng thai. Nay nghe tin tên trộm là em gái của Tigger LK, Tigger còn đích thân tới tổng bộ nên cô cũng muốn tới đó xem sao. Có chút tò mò dung nhan cô gái to gan ấy và mùi hương đặc biệt kia. Từ khi Hoắc Liên mang thai thì Vu Thần dính bạn gái như Sam, chỉ có thể để Phan Anh đưa chủ mẫu đi tới thì mới yên tâm được. Phan Anh đẩy cô ngồi xe lăn tới chỗ mấy người, tới cửa đã nghe thấy tiếng phụ nữ hét thất thanh làm cho Khả Ni hơi sợ. Vốn cô khá bạo, nhưng từ khi biết mình mang thai tâm lý lại nhát hẳn đi. Đi vào, cô hốt hoảng nhìn thấy cảnh một cô gái với bàn tay cắm nguyên con dao trên bàn. Phu nhân. Hoắc Long nhìn thấy vợ cũng bất ngờ. Cô không cho Phan Anh báo với chồng là mình sẽ tới, vì biết kiểu gì anh cũng không đồng ý. Xin thứ lỗi cho chúng tôi. Tôi mừng là cô vẫn ổn. Tigger LK nhìn thấy cô ngồi xe lăn cũng xuống nước. Khả Ni không quan tâm mấy người đàn ông, cô nói với Phan Anh, mau xử lý vết thương cho cô ấy. Cô ta là kẻ suýt làm em và con qua rồi, sơ cứu cho cô ấy đi. Khả Ni gắt lên, lẽ ra cô phải ghét kẻ làm cô và đứa bé rơi vào nguy hiểm mới phải. Nhưng cô nhận ra trong cái rủi có cái may, nếu không có chuyện thì cô cũng chẳng biết trong mình tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Có thai cũng làm tính khí cô thất thường và khó đoán. Phan Anh nhìn Hoắc Long, anh thở dài gật đầu một cái, rồi đám thuộc hạ mang tới một hộp cứu thương. Tất cả đều im lặng nhìn Phan Anh băng bó cho Sully, còn Sully đau đớn, mắt đỏ ngầu. Chuyện này đến đây thôi. Khả Ni thấy Sully LK được băng bó xong mới lên tiếng tiếp. Nếu vợ đã nói vậy thì Hoắc Long cũng chỉ đành bằng lòng. Tigger LK cũng đã thể hiện thành ý của mình rồi, nói đi cũng phải nói lại, lần trước là Tigger LK thả họ đi. Cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó nghiêm khắc. Nói rồi Tiger sai người đưa em gái từ chỗ Phan Anh về phía mình, rồi nhìn Hoắc Long. Lần này đã làm anh bị ảnh hưởng, tôi sẽ đáp lễ. Thôi khỏi, may mắn cho cô ta có người anh là cậu. Tiger mỉm cười, định đưa Sully đang kiệt sức đi ngay. Khả Ni nhìn cô gái mắt xanh, tóc bạch kim xinh đẹp mà không nỡ. Nghỉ ngơi một hôm rồi hãy đi, bay đường dài sang châu Âu cũng rất mệt. Tiger lần này thực sự nể phục chủ mẫu Hoắc Liên Bang, trong lòng còn dấy lên một tia hâm mộ. Hoắc Long lại nhìn Phan Anh, sắp xếp cho họ phòng ở Little Central đi. Anh không muốn bị coi là hẹp hòi nên đã cho họ ở khách sạn cao cấp nhất do Vu Thị quản lý. Sully được đỡ ra cửa, sắc mặt nhợt nhạt vẫn quay đầu nhìn người phụ nữ trên xe lăn. Cảm ơn cô, xin lỗi vì đã làm cô tổn thương. Khả Ni mỉm cười, ít nhất là cô gái đó đã tự mở miệng mà nói lời xin lỗi tới mình. Phan Anh đích thân chỉ đạo bố trí phòng cao cấp nhất cho hai anh em ông trùm họ LK. Anh tới phòng Sully. Nếu cần thêm gì thì hãy báo cho nhân viên, luôn có người túc trực sẵn sàng nhận lệnh để thực hiện bất cứ yêu cầu gì của cô. Sully gật gật đầu. Phan Anh ra tới cửa, bất ngờ nghe thấy lời nói lí nhí phía sau. Cảm ơn đã băng bó tay cho tôi. Phan Anh không quay lại, môi hơi nhếch lên như cười rồi đi thẳng ra ngoài. Hôm sau, Phan Anh lại phụ trách tiễn anh em nhà LK về. Khả Ni nghĩ đến lúc gặp Sully khi mua trà sữa, bèn cho Phan Anh chuẩn bị một thùng trà sữa pha sẵn của hãng trà sữa kia với đủ các vị khác nhau. Phan Anh đưa một phong thư nhỏ cho Sully LK trước khi cô lên máy bay với anh trai để về nước. Chủ mẫu có thứ gửi cho cô. Sully nhìn một thùng to hơi bất ngờ, nhận phong thư từ Phan Anh. Do tay trái bị thương, cô không thể dùng một tay mở ra xem được. Phan Anh như hiểu ý, bèn giúp cô bóc ra. Sully cẩn thận nhận lấy, tay khẽ chạm vào ngón tay của đối phương. Cả hai nhìn vào mắt nhau. Sully xấu hổ cúi xuống, rồi đọc lời nhắn Khả Ni gửi mình. Tặng cô một chút trà sữa, do bảo quản cho nên tôi chỉ có thể tặng loại pha sẵn, nhưng hương vị không khác là bao. Chúc cô mau lành, tôi rất thích mùi hương đặc biệt của cô. Sully mỉm cười. Khả Ni thật chu đáo và tinh tế. Cô ấy cũng vị tha nữa. Trong lòng Sully, LK cảm thấy rất thiện cảm với vị chủ mẫu Hoắc Liên Bang này. Phan Anh đối diện chăm chú quan sát từng biểu cảm trên mặt đối phương, từ đôi mắt xanh biếc di chuyển đọc từng chữ đến đôi môi nhỏ nhắn mỉm cười. Là người châu Âu cho nên Sully có nước da trắng,
trên mặt còn có vài chấm tàn nhang và tóc bạch kim đặc trưng. Một giây nào đó, Phan Anh cảm thấy Suli là một cô gái đáng yêu thay vì là một tên trộm to gan nào đó. Lên máy bay riêng, Suli cầm hai ly trà sữa pha sẵn, bảo anh trai bóc ra, túi to túi nhỏ, còn có mấy viên đen đen trắng trắng. Lại cái quần què gì vậy? Beauty. Trà cộng sữa. Chuẩn luôn. Kỳ cục. Suli đổ nước nóng vào ly giấy. Mùi hương thơm lừng bốc lên, khiến Tiger LK khá thích thú. Cô thả đá viên vào, rồi đổ mấy gói trân châu, khuấy đều rồi nếm thử, gật đầu tấm tắc. Very good. Nể lắm mới cho anh một ly đấy. Em chưa tính vụ anh đâm em đâu. Tiger cốc đầu đưa em láu cá, lấy một chiếc ống hút to đi kèm ly rồi uống thử. Khá hay ho. Em kiếm thứ này ở đâu vậy? Chủ mẫu Hoang Liên Bang vừa ship qua đây. Vì món này mà em bị tóm đấy. Tiger LK nghe vậy thì sặc trà sữa. Mẹ kiếp, chỉ em mới bị bắt vì cái lý do ngớ ngẩn như vậy. Nghiện món này à? Ngon mà, vị trà thơm, thêm sữa béo béo, lại có mấy cái viên dai dai nhai nhai vui vui. Châu Âu làm gì có. Uống hết chắc em phải lên mạng mua quá. Thiếu mũi nước làm dâu châu Á mà thôi. Biết đâu đấy, có thể em sẽ quay lại đây. Julie nghe anh phàn nàn, trong đầu lại nảy số luôn hình ảnh Phan Anh mới kỳ. Xin người, chả ai thích con gái phá phách thích trộm đồ đâu. Với cả châu Á người ta có nhiều tiêu chuẩn lấy vợ lắm, văn hóa khác nhau, em sẽ không thích nghi được đâu. Mà thôi, ở anh nuôi cũng được, chỉ cần em đừng có gây chuyện là được. Suli chả thèm để tâm lời anh trai nói. Về nước, cô đã tự làm một loại nước hoa mới và gửi cho Khả Ni. Tôi đã làm một mùi hương riêng cho chị, yên tâm, hoàn toàn từ thiên nhiên, an toàn cho bà bầu và trẻ nhỏ. Lần nữa cảm ơn chị. Trà sữa cả tôi và Tiger đều thích. Phan Anh cũng bất ngờ khi anh cũng nhận được một chai nước hoa handmade. Cái này để cảm ơn anh đã băng bó tay cho tôi. Mùi hương độc nhất vô nhị đó. Đảm bảo cả thế giới không có ai đụng hàng. Suli. Anh mở ra ngửi thử. Rất được, đúng gu của anh. Thậm chí đó còn là chai nước hoa Phan Anh hay sử dụng nhất. Anh đâu biết Suli đã phải vò đầu bứt tai để trưng cất nước hoa cho mình. Nó còn cầu kỳ hơn cả chai nước hoa cô tặng Khả Ni nữa. Khả Ni thèm ăn mì cay, cô thèm mọi thứ có vị cay mà Hoắc Long lại không cho. Dù tăng hơn 10 cân nhưng cô vẫn ngồi trên đùi chồng. Anh xoa xoa cái bụng to tròn rồi nói, ăn mấy đồ đó không tốt, đợi sinh xong anh sẽ cho em ăn. Hoắc Liên thì khác, chỉ thèm đồ chua. Vô Thần thắc mắc sao bạn gái lại có thể ăn được cả mấy lát chanh tươi mà kêu vẫn chưa đủ độ. Nam cay nữ chua, chẳng phải dân gian hay nói như thế hay sao? Thế thì em sẽ có con gái, anh có con trai. Đúng thật, Khả Ni sinh một bé trai bụ bẫm, Hoắc Liên sinh một bé gái kháu khỉnh. Khả Ni cả thai kỳ nhìn béo lên lại xinh đẹp hơn hẳn, sinh xong cô lại càng nhuận sắc. Hoắc Long rất thích ôm vợ đầy đặn như thế, nhưng cô lại nhất quyết muốn phải gầy hơn. Tưởng vợ sẽ tập yoga hay pilates thôi, không biết ai xui, Hoắc Long bất lực khi vợ lại tập taekwondo nữa. Anh không biết môn này rất tốt à? Biết, nhưng em có đai đen karate rồi còn gì. Em muốn hoàn thiện hơn. Hoắc Long đã coi nhẹ cô vợ bé nhỏ của mình. Khả Ni giờ thân thủ rất nhanh nhẹn, né chồng linh hoạt, xong còn vật được anh xuống đất. Mấy lão đại Hoắc Liên Bang được dịp tụ tập ở biệt thự của bang chủ mà há hốc trước một màn vợ chồng nhà này. Lúc đầu Hoắc Long chọn Khả Ni bị Vu Thần nghĩ cô dụ dỗ mê hoặc, rồi Hoắc phu nhân đồng ý thì mấy trụ cột của tổ chức lại nghĩ do quan hệ anh em kết nghĩa của Đấng Sinh Thành, họ nghi ngờ về năng lực của cô ấy. Nhưng giờ thì địa vị của Khả Ni trong lòng họ chỉ đứng sau Hoắc Long. Cô ấy đưa công ty điện ảnh Hoắc Thị lên đầu ngành, nắm mọi tài nguyên nghệ thuật trong nước. Nhờ cô mà quan hệ giữa Hoắc Long với ông trùm Tiger LK tốt đẹp hơn hẳn. Khả Ni cũng là nguyên nhân sâu xa để Hồng Bang Hội không có ý đối đầu Hoắc Liên Bang. Ngoài cô ấy ra, chẳng ai dám đè bẹp Hoắc Long dưới đất cả. Cả Thư Kỳ và Hân Nghiên dù hơn tuổi cũng dần trở nên kính nể vị chủ mẫu này. Nhất là khi Hoắc Thiên ra đời, Khả Ni lại càng được mẹ chồng ưu ái và công nhận. Hoắc Thiên là con trai Hoắc Long, Vu Yến là con gái Vu Thần. Tụi nhỏ được các bác các chú gọi thân mật là Tiểu Thiên và Tiểu Yến.
Nếu Hoắc Long suốt ngày phải giành vợ với con trai thì Hoắc Liên lại ghen tị khi con gái chỉ bám bố. Được một tuổi là cả hai đều lững chững biết đi, đáng yêu vô cùng. Giờ mọi người tụ tập ở biệt thự của nhà bang chủ bàn việc thì ít, ngắm nghía vui đùa với bọn nhóc thì nhiều. Vu Thần quyết định cưới Hoắc Liên. Biệt thự cũ là nơi trước kia anh mang biết bao cô gái về chơi bời, cho nên đã nhất quyết đổi nhà mới. Hoắc Liên tính ham chơi lại sinh con gái, hy vọng Tiểu Yến lớn lên dịu dàng duyên dáng, nên Vu Thần xây hẳn một tứ hợp viện siêu to khổng lồ để tặng vợ. Anh vốn là người thích phong cách hiện đại, tính cách cũng ăn chơi, vậy mà lấy vợ có con gái xong thì lại trầm ổn bất ngờ. Tứ hợp viện có hồ, có hòn non bộ, có cả ngự hoa viên, so với phủ Hoắc gia thì không kém cạnh là bao, thậm chí còn thiết kế theo sở thích của riêng Hoắc Liên nữa. Hoắc phu nhân ghi nhận người con rể này, đồng thời là đứa con nuôi mình yêu thương lại càng thêm quý mến. Hoắc Liên từ nhỏ ở phủ Hoắc gia, giờ lấy chồng ở tứ hợp viện xem ra vẫn vô cùng thoải mái, quen thuộc. Phan Anh dùng gần hết nước hoa mà Suli tặng rồi, nhưng giờ không có mùi hương nào có thể làm anh hài lòng nữa. Vu Thần giờ đúng chuẩn bố bỉm sữa, tối ngày bị Tiểu Yến bám dính. Hoắc Liên bất lực phải bê cả con tới Vu thị, vì vậy Phan Anh đi công tác thay Vu Thần nhiều hơn. Nay ở Paris có triển lãm nước hoa, xong việc anh bèn nghĩ tới đó một chút, biết đâu sẽ gặp được mùi hương ưng ý. Suli có thể coi là thiên tài trong điều chế hương liệu. Tiger còn bảo cho cô tiền để làm một thương hiệu nước hoa yêu nếu như thích, nhưng không, cô thích đi chôm chìa hơn. Mở công ty tối ngày em phải lo quản lý, lỗ lãi thật là phiền phức. Thời gian ấy em làm điều gì đó hay ho thì tốt hơn. Cô cũng tới Paris, mục đích để trông chai nước hoa mới nhất của một thương hiệu hàng đầu thế giới. Nghe nói đây là mùi hương vô cùng đặc biệt, chỉ duy nhất một chai nhỏ được ra mắt mà thôi. Suli đâu bỏ qua vụ này được, cô muốn lấy nó về để nghiên cứu. Suli không có thiệp mời, tới khu vực gần nơi soát vé. Đầu cô đang nảy số 7749 cách để lọt vào và lấy được đồ mình muốn. Sự kiện đông như vậy, rất khó để lấy nếu nó được đưa ra ngoài. Vậy thì chỉ có cách trộm khi chai nước hoa vẫn còn ở phòng lưu trữ. Đến viện Coretti của Hoắc Long cô còn trộm được, thì chỗ này nhằm nhò gì? Ngay trước mặt cô có một người đàn ông cao, mặc áo khoác dài. Tiết trời Paris đang lạnh có tuyết rơi. Julie đánh giá đối phương là một người có gu và chắc giàu, vì áo khoác đó là sản phẩm mới trong bộ sưu tập của Hermès. Hẳn người này là khách mời của sự kiện, cô tính sẽ nhón trộm thiệp mời của anh ta. Phan Anh nhận ra mùi hương đặc biệt mà anh vẫn nhớ dù đã lâu, là người sành trôi về nước hoa nên anh có khứu giác khá nhạy bén. Linh tính anh đưa mắt nhìn xung quanh, là thân tín của Hoắc Long và Vu Thần, dĩ nhiên Phan Anh cũng là người không tầm thường. Suli chưa bao giờ thất bại, chỉ duy nhất lần bị tóm bởi ông trùm Hoắc Liên Bang mà thôi. Cô coi đó là sự cố bất đắc dĩ, vì mua trà sữa mới lộ, lại đúng địa bàn của Hoắc Long, chứ lúc trộm cô vẫn an toàn thoát khỏi viện Coretti. Bị người đàn ông giữ chặt tay mình, Suli hốt hoảng làm rơi tấm thiệp xuống đất. Cô đã quàng khăn kín gần nửa mặt, đeo len để che đi màu xanh của mắt, đội tóc giả màu nâu hạt sẻ. Suli LK. Cô đang định vặn ngược tay để thoát thân thì nghe thấy giọng nói cô mong nhớ. Lạ đời, một kẻ trộm chuyên nghiệp ngụy trang kín kẽ lại vui mừng khi bị bắt quả tang. Đã vậy đối phương còn gọi đích danh trúng phóc. Ánh mắt Suli lóe lên một tia hồi hộp xen lẫn mong chờ. Phan Anh nhíu mày nhìn thẳng vào mắt của đối phương, màu len khác nhưng chỉ nhìn là anh biết đó Suli. Thì ra mùi hương đó là từ cô ấy. Có lẽ đó là mùi hương đặc biệt và khó phai nhất trong cuộc đời của anh. Tình hình này, tôi sợ Hoắc Liên Bang sẽ thành giới hạn của mình mất. Phan Anh không hiểu lắm, buông tay cô ấy ra. Suli lắc lắc cái tay phụng phịu. Không hiểu sao trong tiềm thức của Phan Anh, hình ảnh của Suli auto đáng yêu, chứ không phải là một kẻ trộm đáng ghét. Là sao? Cô lại trông chìa gì ở đây? Lần trước bị ông chủ của anh bắt, lần này lại bị anh bắt. Với cả ai nói là tôi tới trông chìa? Thế sao là định trộm đô của tôi? Tôi muốn vào xem, chỉ xem thôi. Nhưng tôi quên vé. Cơ bản là bệnh nghề nghiệp. Nghề trộm cơ đấy. Sau lần đó tôi không hề đi trộm một lần nào nữa mà. Thật đó. Cô không cần giải thích hay chứng tỏ điều gì với tôi cả. Phan Anh nói có vẻ phũ, nhưng giây phút Suli đối diện với anh, cô lại lướt qua suy nghĩ hoàn lương và rửa tay gác kiếm. Cô không muốn Phan Anh chỉ nhớ về mình là một kẻ trộm. Đã vậy còn thảm hại bị ghim tay,
để anh ấy phải băng bó cho mình. Tiger chẳng phải từng nói người châu Á chọn con dâu khắt khe và không ai thích kẻ trộm hay sao? Vốn không bận tâm, giờ Sully lại thực sự bận tâm về điều đó. Phan Anh đi vào cửa, nghĩ thế nào lại quay lại vẫy vẫy tay. Bé con, và cùng luôn đi. Sully đang nghĩ thôi bỏ cuộc, đã bị bắt quả tang mà còn ngoan cố trôm đồ khi đối phương vẫn ở đây thì mất mặt lắm. Cô ngơ ngác. Hả? Tôi á? Chính cô, vào đây nhanh lên. Sully phân vân, Phan Anh lại đi tới gần, cầm tay cô ấy tiến bước qua cửa. Mỗi thiệp mời được đi hai người, dù gì cô cũng mất công tới rồi. Anh không cần giải thích hay chứng tỏ điều gì với tôi cả. Sully lặp lại câu nói khi nãy của anh, xấu hổ rụt tay lại. Anh không nói gì. Mỗi bước anh đi lại có một cô bé bẽn lẽn đi sau. Sully không dám lại gần Phan Anh quá. Cô cảm thấy cứ gần anh là mình lại trở nên ngớ ngẩn. Phan Anh không quan tâm tới cô. Anh xem một vòng, thử rất nhiều loại mùi hương, kể cả mùi hương đặc biệt nhất của triển lãm cũng không làm anh hài lòng. Anh cảm giác vẫn thiếu thiếu gì đó, không có sự bùng nổ mà anh mong đợi. Đường phố Paris lên đèn, buổi tối tuyết rơi dày hơn. Những tòa nhà cổ kính đậm chất kiến trúc Pháp được gìn giữ nguyên sơ. Ánh đèn vàng nhạt hai bên đường lại càng làm nổi bật từng bông tuyết từ từ rơi xuống. Không phải tự nhiên mà Paris được mệnh danh là thành phố của tình yêu. Khung cảnh nơi đây rất nên thơ, đặc biệt hơn khi Sully nhìn thấy bóng dáng cao lớn cầm ô đứng chờ đèn xanh ở ngã tư đường. Lẽ ra cô phải đi phía bên kia mới về khách sạn mình ở, nhưng nhìn thấy người đó, cô không chần chừ chạy ra chỗ đèn đỏ để đứng cùng. Phan Anh nhìn sang thấy là Sully, anh dịch ô của mình về phía cô ấy. Sully nhìn Phan Anh, nhìn chằm chằm rồi mạnh dạn bước sang một bước nhỏ, kiễng chân hôn lên má Phan Anh một cái. Phan Anh hơi hốt hoảng lùi lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Bé con thích tôi sao? Thế anh có thích tôi không? Sully ngạc nhiên khi Phan Anh lại hỏi mình câu đó. Cô tự tin vào nhan sắc lẫn ra thế em gái ông trùm châu Âu của mình, cộng thêm tính phóng khoáng nên cô đã hỏi ngược lại anh. Bé con, chúng ta chênh nhau 6 tuổi đó, có thể tính là khoảng cách thế hệ rồi. Vậy là có hay không? Tôi không thích cô. Bé con à, anh có người mình thích rồi sao? Không, chỉ là tôi không có tình cảm với cô, và sau này tôi nghĩ mình cũng không có tình cảm với cô. Cứ coi kia là lời cảm ơn xã giao của tôi. Người châu Âu chỗ tôi hay chào hỏi nhau như vậy mà. Tạm biệt. Sully bối rối quay người đi. Được hai bước, cô nhìn lại và nói, tôi không còn bé nữa, tôi đã qua tuổi vị thành niên lâu rồi. Phan Anh đăm chiêu nhìn bóng lưng nhỏ nhắn giữa màn tuyết rơi dày. Anh biết thừa cái thơm má kia có ý gì. Người châu Âu nhiều nơi thơm má chào hỏi nhau, nhưng chắc chắn không phải là kiểu Sully dành cho anh. Người rời đi nhưng mùi hương vẫn ở lại. Sully trong lòng hụt hẫng, là buồn vì bị Phan Anh từ chối, nhưng cô lại cố cho rằng mình buồn vì không trôm được chai nước hoa kia. Hôm nay cuối tuần đẹp trời, Hoắc Liên lại bày đầu rủ hội chị em đi mua sắm. Các ông bố ở nhà trông con để vợ đi chơi. Ba người phụ nữ của Hoắc Liên bang có mặt ở trung tâm thương mại. Hoắc Liên thì lái con Ron Roy mà Vu Thần tặng cô nhân dịp cô sinh Tiểu Yến, vì xe thể thao của cô chỉ có 2 chỗ, không chở hết được. Thế là họ đi xe của nhà họ Vu, có dàn vệ sĩ của nhà họ Hoắc. Hân Yên hào phóng dùng thẻ đen của nhà họ Mạc, theo trước và sau đều có một xe G63 áp sát để hộ tống. Ở tứ hợp viện của Vu Thần, Mạc Nguyên là thành thơ nhất vì chưa có con. Phan Anh vẫn ở bên nước ngoài. Bách Tùng sỉnh ra là đi hẹn hò với Thu Kỳ. Ngồi ở ngự hoa viên, Vu Thần dạy con gái thả mồi ăn cho đàn cá koi đang bơi ở dưới hồ. Cô bé thích thú nhoẻn miệng cười đáng yêu cực kỳ. Hoắc Liên không biết buộc tóc cho con gái, chỉ biết nịt một chòm giữa đầu như cây dừa vậy. Vu Thần lại khéo hơn cả vợ, buộc được hai chòm hai bên với cái nơ nhỏ xinh xinh. Hoắc Long cho Tiểu Thiên ngồi ở ghế trẻ em bên cạnh than thở, thằng nhóc bám mẹ quá, làm hẳn nồi cũi phòng riêng nhưng không ăn thua. Thực sự kẻ hai hộp sữa, kẻ không hộp nào. Mạc Nguyên nghe thế thì phì cười. Hoắc Long nhìn sang cảnh cáo, tranh thủ tận hưởng đi ông anh, có con thì mới biết được. Thế lực nhí này không phải là dạng vừa đâu. Vợ em giờ thiên vị con hơn cả chồng. Vu Thần cũng nhè nhồn, nhà em cũng chẳng kém. Tiểu Yến toàn chen vào giữa, làm em không sơ múi được cái gì. Nản thật, con bé này còn
hay ngoác mồm gọi ba ba. Niên niên thì không dỗ nổi, đem cả bỉm sữa ra rồi bê con từ công ty em luôn kia kìa. Mạc Nguyên nhàn nhã pha trà, động tác chậm rãi thanh tao. Anh vốn không cầu kỳ uống trà lắm, nhưng Hân Nhiên lại rất tỉ mỉ và công phu, đam mê với trà đạo, thành ra anh cũng bị lây vợ. Gửi bảo mẫu không yên tâm thì đi gửi bà nội bà ngoại một buổi, rồi hẹn hò hâm nóng tình cảm. Chí lý. Thế mà em không nghĩ ra. Hoắc Long như được giác ngộ. Lát em triển khai luôn. Thế mai tới lượt em. Vu Thần và Hoắc Long chia nhau ra để đưa con về phủ Hoắc gia nhờ mẹ trông con hộ. Thế là chỉ lát sau, Hoắc phu nhân thấy con trai xách cháu đích tôn của mình như xách con cún con đi tới. Tiểu thiên của bà, sao con dám xách cháu ta như xách chó thế? Tội nghiệp cháu của tôi. Hoắc Long đưa con cho mẹ bế, đẩy thêm một cái vali bé xinh. Mẹ ơi, mẹ trông thằng nhóc giúp con một buổi nhé. Được, ta mong con trả được. Chỉ sợ đêm thiếu hơi mẹ, thằng bé sẽ quấy. Không sao đâu mẹ, nếu không ổn thì con sẽ tới đón sau. Mà hai đứa có việc gì à mà lại đem con tới đây? Không có gì ạ. Con muốn thay đổi không khí một tí mà, cho vợ con nghỉ ngơi một hôm. Hoắc phu nhân gật gù, đâu biết ý đồ đen tối của con trai mình. Ừ, thế cũng tốt. Có con vào là phụ nữ bận bịu cả ngày ra. Rõ ràng chỉ là một đứa bé mà luôn tay luôn chân. Hai đứa cứ đi hẹn hò đi. Đúng là mẹ của con. Thế này là phải thường xuyên gửi Tiểu Thiên sang đây mới được. Như thế biết đâu mẹ lại mau có thêm cháu. Hoắc phu nhân lườm con trai một cái. Cái thằng láu cá này. Tiểu Thiên ngơ ngác ở trong lòng bà nội, nhìn theo người bố quyền lực đang hớn hở đi về. Vậy mà Tiểu Thiên ngoan bất ngờ. Có lẽ sang nhà Tiểu Yến trôi càng ngày mệt, ở bên bà nội uống sữa bột xong rồi ngủ sớm. Hoắc Long chu đáo cử cả bảo mẫu sang để phụ mẹ. Khả Ni về biệt thự thấy im ắng khác lạ, thấy chồng đang ngồi nhàn nhã xem tivi ở phòng khách. Tiểu Thiên đâu anh? Em giờ hỏi con trước tiên cơ đấy. Anh gửi sang bà nội rồi. Em sợ con quấy. Không sao, mẹ bảo nó ngoan lắm, nó ngủ rồi. Khả Ni lúc này mới yên tâm, vui vẻ ngồi vào lòng của Hoắc Long. Em mua được một chiếc váy rất đẹp, em muốn anh nhìn trước tiên. Được. Khả Ni kéo tay chồng lên phòng thay đồ. Cô bước ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hoắc Long. Chiếc váy đỏ sẫm bó sát lấy cơ thể. Có con cho nên vòng 1 và vòng 3 Khả Ni đầy đặn hơn hẳn. Gương mặt cũng sắc sảo, thần thái mặn mà quyến rũ. Chiếc váy dài chấm đất nhìn có vẻ kín đáo nhưng lại khoét sâu ở sau lưng. Khả Ni vén tóc ra trước để lộ hình xăm báo đen quyền lực. Hoắc Long chưa từng thấy vợ rực rỡ đến thế. Cô ấy vốn hay mặc đồ gam màu trung tính hơn. Sao nào, đẹp không? Rất đẹp. Khả Ni hơi hụt hẫng khi chồng chỉ nhận xét cụt ngủn như vậy. Hoắc Long đứng lên ôm eo vợ. Em đẹp tới nỗi nhìn em một giây, anh muốn lâm trận ngay lập tức. Khả Ni mỉm cười, bị Hoắc Long bế thốc lên, một mạch ra khỏi phòng thay đồ, tiến ra phòng ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, luồn tay kéo khóa sau của chiếc váy xuống. Khả Ni cũng phối hợp ăn ý, cong người hơi nâng lưng lên. Anh tham luyến hôn cô. Không có kỳ đà cản mũi Tiểu Thiên ở đây, sẽ không có gì có thể cản được dục vọng của Hoắc Long được nữa. Cả căn phòng giờ chỉ toàn là tiếng va chạm của hai thân thể, tiếng rên rỉ của người phụ nữ. Hoắc Long không kiềm chế được, anh còn tét vào cái mông căng đầy kia. Khả Ni bị kích thích. Hoắc Long giờ điên cuồng chiếm hữu, làm Khả Ni mệt muốn xỉu. Anh làm cô rất lâu, đêm rồi lại gần sáng, cứ như mọi tinh lực bấy lâu chỉ để dành cho lúc này vậy. Thế mà anh dám nói với mẹ là gửi con để cho vợ nghỉ ngơi. Có mà để thỏa mãn đam mê của anh thì có. Khả Ni khì khỏi nói, từ hoang mang tới thỏa mãn, rồi mệt nằm trong lòng chồng mà thiếp đi. Sắp tới sinh nhật của hai nhóc con Tiểu Yến và Tiểu Thiên, hai đứa đẻ sát nhau nên hai nhà tính làm chung một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng. Nói là hai nhà ấm cúng nhưng mọi người đã hớn hở mong chờ lắm rồi. Hoắc Long mời cả chị em Hồng Bang Hội và anh em ông trùm Tiger LK tới dự. Nhân song hỷ này, Khả Ni còn vung tiền cho mấy chục nghìn anh em dưới trướng của Hoắc Liên Bang, khiến ai nấy đều cảm kích và nể phục chủ mẫu của mình. Cô ấy làm gì cũng nghĩ trên nghĩ dưới, giúp cả tổ chức xã hội đen đông đảo thêm gắn bó đoàn kết như một đại gia đình. Đúng là phụ nữ nhu có cương có, mềm mềm mỏng mỏng đúng lúc, suy nghĩ thấu đáo sâu sắc mà nhiều khi cánh mày râu không nghĩ tới được. Có thể nói tụi nhóc này sinh ra đã ngậm thìa vàng, đi lùi mới về vạch đích,
Phụ nữ ở Hoắc Liên Bang còn có một điều mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ao ước, đó là không phải lo một con tiểu tam nào xuất hiện. Lòng trung thành và trung thủy ở đây cực kỳ cao và được coi trọng. Thậm chí phụ nữ như Khả Ni có uy không kém chồng, cô đã là một báo đen thực thụ. Hồng Vũ Hưng nhìn Khả Ni bây giờ, anh càng thấy sáng suốt khi mình lùi bước. Yêu đúng người thì sức mạnh bản thân mới được phát triển. Nếu Khả Ni bên anh, có lẽ cô ấy không thể phát sáng đến như vậy. Anh từ ghen tị chuyển sang ngưỡng mộ Hoắc Long. Tiger LK không tới tham dự sinh nhật được, định sẽ gửi quà mừng, nhưng Suli lại háo hức nhận sẽ thay mặt anh trai. Dù bị fan anh phũ, nhưng Suli vẫn muốn chinh phục lần nữa. Càng không có, cô lại càng muốn giành về. Như việc đi trộm đồ cũng vậy, cũng có thử thách và kích thích riêng. Suli được tiếp đón nồng nhiệt ở biệt thự của Khả Ni. Ai cũng quen thuộc ở đây, nên mọi người đều tỏ ra rất thoải mái, cứ như ở nhà của mình vậy. Phan Anh bất ngờ khi thấy Suli xuất hiện ở đây. Suli muốn thể hiện thành ý nên đã mặc sườn xám màu hồng nhạt, tóc kẹp lên cho giống người bản địa, cũng là để bớt cảm thấy xa cách ở chốn này. Xinh quá. Phan Anh nhìn cô không nói gì, nhưng trong thâm tâm đã bị ấn tượng sâu sắc. Suli mang gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh, chiều cao rất ổn vì vốn người châu Âu đã cao rồi, lại thêm nước da trắng bóc, tóc bạch kim trong trang phục truyền thống, cứ phải nói là cực kỳ mới mẻ với Phan Anh. Cô nhìn anh, má hơi đỏ lên, chỉ cúi chào một cái rồi cùng Khả Ni tới chỗ bọn trẻ. Suli chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ con, ở Hắc Bang với anh trai và chỉ đi trông trẻ, nên cô không biết bế tụi nhóc như thế nào. Hai đứa trẻ nhìn cô lạ lẫm, cùng nhăn nhó lắc lắc cái đầu không theo. Bất ngờ Phan Anh tiến lại, anh bế Tiểu Yến, còn chỉ cho Suli cách bế Tiểu Thiên. Hai nhóc con thấy có người chú quen thuộc thì cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Khả Ni nhìn thấy cảnh này, bất giác cười rồi lén chụp một bức ảnh. Nam thanh nữ tú, nam bế bé gái, nữ bế bé trai, ai cũng xinh đẹp ưa nhìn, làm người ta nảy số tới hình ảnh gia đình hạnh phúc. Nhân dịp vui vẻ, Hoắc Liên muốn chụp ảnh kỷ niệm. Khả Ni nghĩ nghĩ, cố tình kéo tay Suli tới cạnh Phan Anh. Cô ấy bối rối, không quen đi giày cao gót nên trẹo chân hụt cái, may được Phan Anh nhanh tay đỡ kịp. Suli ngẩng lên nhìn, bốn mắt họ nhìn nhau. Một bức ảnh tập thể được in ra, có một đôi không nhìn vào máy ảnh. Nay mọi người tụ tập khá vui và rôm rả. Suli không quen lắm, cô đứng ở ven bể bơi phía trên, nhìn xuống sân biệt thự ở dưới. Phan Anh vẫn đang chơi đùa với tụi nhóc. Cô nhìn cảnh này bất giác mỉm cười. Khả Ni là chủ nhà, sợ Suli cảm thấy cô lập nên luôn để ý cô ấy. Cô cầm một đĩa hoa quả và bánh ngọt tới chỗ của Suli. Nhìn gì vui vẻ vậy? Suli nhận lấy đĩa quả. Khả Ni liếc xuống chỗ Phan Anh, rồi lại nhìn cô ấy. Cô ở đây mấy hôm rồi hãy đi. Thôi, tôi sẽ về nước sớm, không phiền quý vị. Không phiền không phiền, xuống đó chơi đi. Phan Anh thích bánh vị rượu dung này lắm. Suli như ngầm hiểu ý của Khả Ni, bẽn lẽn cầm một chiếc bánh và thìa đi xuống. Khả Ni nhìn đôi trẻ cười cười. Suli xấu hổ muốn đưa bánh cho Phan Anh, nhưng phân vân mãi lại không dám. Lúc tới thì hừng hực khí thế muốn cua lại người ta, nhưng đối diện thì không còn tí quyết tâm nào. Cứ cầm mãi, Suli đành xúc một miếng rồi ăn luôn. Phan Anh nhìn hành động ấy, yết hầu khẽ rung động. Anh nhìn Suli bị lem bánh ở miệng thì nhíu mày. Cô bị lem kìa. Ồ, Suli xấu hổ nhìn ngang nhìn dọc tìm khăn giấy thì Phan Anh đã đưa cho cô. Cảm ơn anh. Không có gì. Cả hai lại im lặng, không biết nói gì, nên Phan Anh lại rời đi. Suli lại đi tìm một chiếc bánh khác chia ra cho Phan Anh. Ngon lắm, thử đi. Tưởng Phan Anh sẽ từ chối, nhưng anh lại nhận lấy, tự nhiên ăn ngon lành. Do lần trước là Phan Anh chuẩn bị khách sạn cho anh em nhà LK, nên Khả Ni lại phân phó cậu chuẩn bị phòng cho Suli, nhân tiện đẩy thuyền hai người này luôn. Cô còn căn dặn Phan Anh hôm sau dẫn Suli đi uống trà sữa nữa. Tối hôm đó, Phan Anh tiễn Suli về tận cửa phòng khách sạn. Cả đoạn đường cả hai không nói gì. Suli nhìn ra cửa xe để ngắm thành phố, còn Phan Anh thì lại thi thoảng liếc sang bên cạnh. Cô nghỉ ngơi đi. Ừ, cảm ơn anh. Phan Anh gật đầu, định quay người đi thì Suli bất ngờ kéo kéo vạt áo của anh. Ánh mắt ngây thơ trong trẻo, màu xanh rất xinh đẹp. Anh có nhớ tôi chút nào không? Tôi thì luôn nghĩ về anh. Cô mạnh dạn kiễng lên, hôn thẳng vào môi của Phan Anh. Anh bất động, còn cảm nhận được mùi bánh mình thích trên môi của đối phương, mùi rum rất dễ chịu. Suli buông anh ra, hai người nhìn nhau thăm dò.
Phan Anh bất giác liếm môi mình, sau đó cúi xuống hôn lại Su Ly. Hai người đứng giữa cửa, một người ở trong phòng, một người đứng ngoài phòng, đang hôn nhau thắm thiết. Đám vệ sĩ hơi sừng sốt nhưng đều quay mặt đi chỗ khác. Phan Anh buông cô ra rồi nói, hẹn mai gặp cô. Anh rời đi để lại Su Ly tẽn tỏ không hiểu kiểu gì, là có nhớ hay không nhớ đây. Ngồi trên xe ra về, Phan Anh cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, hít một hơi sâu vẫn thấy ngột ngạt, đành mở cửa sổ ra cho thoáng. Chết tiệt, anh hơi cáu lên. Mùi hương của Su Ly hiện giờ cứ hiện hữu trên xe của anh, làm anh không khống chế được tâm trạng của mình. Đêm đó Su Ly không ngủ được, Phan Anh thì tắm cả tiếng đồng hồ với nước lạnh. Rõ ràng nói sau này sẽ không có tình cảm với người ta, nhưng giờ anh lại chỉ mong tới sáng để gặp cô ấy. Hình ảnh bé con mặc váy hồng nhạt, cảnh cô bé ấy ăn bánh cứ tua đi tua lại trong trí nhớ của Phan Anh. Anh đưa tay lên miệng mình sờ sờ, nghiền ngẫm rất lâu mới ngủ được. Sáng nay Phan Anh cảm thấy không khỏe, có lẽ đêm qua anh tắm nước lạnh hơi lâu, nhưng vẫn phải có mặt để dẫn Su Ly đi uống trà sữa. Anh gõ cửa nhưng không thấy cô trả lời, lại nhấn chuông tới lần thứ ba. Phan Anh lo lắng cho người lấy khóa dự phòng để mở. Phòng của Su Ly là phòng VIP của Liberty Central, thiết kế như một căn penthouse. Phan Anh bước vào, cả căn phòng im ắng không một động tĩnh. Anh khẩn trương đi vào phòng ngủ, cửa phòng hơi hé. Anh nhẹ nhàng nhìn qua, thấy Su Ly đang cuộn tròn trong chăn ngủ như con mèo lười. Đúng là dọa người, hẹn nhau đến thế mà tới giờ người ta tới đón đi tà tưa thì vẫn ngủ nướng như thế này. Có một mình, cả cái giường lớn mà cô ấy lăn lộn xoay ngang xoay dọc. Phan Anh vẫn đứng nhìn, nhìn rất chăm chú là đằng khác. Thấy cô ấy đang sắp thò đầu ra mép giường, anh rón rén đi vào, nhấc đầu Su Ly muốn đặt về phía đầu giường. Thì bất ngờ cô ấy mở mắt, ngơ ngác mơ màng, làm Phan Anh sượng chân thả đầu cô xuống. Su Ly chớp chớp mắt, nói giọng nhỏ xíu, anh làm tiếp đi, coi như tôi không biết gì. Phan Anh đứng thẳng lên, không nói gì định đi ra ngoài. Su Ly vẫn là chiêu cũ, kéo kéo vạt áo của anh. Đi mà. Ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. Anh quay lại rồi khom người đỡ đầu cô nằm dịch vào trong. Su Ly vui vui nhiều chút, nhưng đêm qua cô không ngủ được nên giờ rất mệt. Cô cũng bị lệch múi giờ và chưa thích nghi được với khí hậu nơi này, nên lại chùm chăn rồi ngủ quên mất. Vốn định ngủ thêm 5 phút, ai dè cô ngủ một phát tới trưa. Báo hại Phan Anh đợi mòn mỏi ngoài phòng khách. Anh ngại không muốn lại đi vào phòng con gái người ta nữa, hơi mệt nên ngồi ở sofa rồi thiếp đi. Su Ly biết mình bất lịch sự, nghĩ có lẽ anh ấy đi rồi. Cô rối rít bật dậy, vớ một chiếc sơ mi rộng mặc vào rồi chạy ra ngoài. Lại thấy hình bóng người đó đang dựa lưng ở sofa, mắt nhắm nghiền. Cô đứng nghệt mặt ra nhìn, xong lại quay về phòng mình lấy một chiếc chăn mỏng. Giờ tới lượt cô rón rén lại gần đối phương, chăn chưa chạm người đã bị Phan Anh tóm lấy. Lần nữa Su Ly bị anh giữ tay rất chặt. Quả thực Phan Anh phản xạ rất nhanh và rất tỉnh. Cô xấu hổ muốn rút tay lại, nhưng Phan Anh lại không buông. Anh kéo mạnh làm cả người Su Ly ngồi hẳn lên đùi mình. Cô còn thích tôi chứ? Su Ly nhìn mắt anh, nhìn tiếp môi anh, nghĩ vài giây rồi lại nhìn vào mắt anh gật gật đầu. Vì sao cô lại thích tôi? Vì anh cho tôi cảm giác mà người khác không thể đem lại được. Cảm giác như thế nào? Khó tả lắm. Phan Anh nhíu mày nhìn cô. Su Ly ghé đầu hôn nhẹ lên môi đối phương, giữ im 1-2-3 giây. Vẫn ở trong lòng Phan Anh, cô nói, không biết cảm giác của anh có giống của tôi không, nhưng khó tả đúng chứ. Thấy Phan Anh chỉ nhìn mình, ánh mắt giờ có chút đáng sợ. Su Ly hơi hoảng, có lẽ cô đã mạo phạm khi cứ tự ý hôn anh tới 3 lần. Cô muốn rời khỏi người ấy, tự nhiên cô sợ sợ. Bất ngờ Phan Anh giữ lấy cằm cô, thậm chí có chút mạnh tay, làm cô đau. Anh tiến tới ngấu nghiến Su Ly tới mức cô gần như trống rỗng, chỉ biết nắm chặt hai tay vào vạt áo của mình. Thấy cô dụ dỗ mình xong lại bần thần, Phan Anh nhắc lại, bé con qua tuổi vị thành niên lâu rồi. Su Ly nhìn đôi môi ửng hồng của Phan Anh, cô mạnh dạn vòng hai tay qua cổ anh rồi hôn tiếp. Giờ là cô dẫn dắt, anh ấy đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Su Ly không an phận, đưa tay cởi khuy áo sơ mi của mình. Phan Anh giữ lấy tay cô, không được, tôi qua tuổi vị thành niên lâu rồi, sẽ biết tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Chắc chưa? Gật gật đầu. Sẵn sàng rồi chứ?
lại gật gật cái đầu. Liệu có hối hận không? Nếu anh làm tổn thương tôi thì có lẽ tôi sẽ buồn, nhưng tôi sẽ không hối hận với quyết định của mình. Có thể là trải nghiệm, hoặc là một bài học, cũng có thể là tình yêu. Có vẻ cô am hiểu quá nhỉ. Suli xấu hổ lắc lắc đầu. Không, lần đầu tôi thổ lộ với ai đó. Cô sẽ không phải hối hận đâu. Anh đưa tay cởi áo sơ mi của mình, thậm chí không nhanh mà thong thả từng cúc một, vừa làm vừa nhìn Suli xem liệu cô có đổi ý hay không. Nhưng không, cô nhìn từng động tác cử động của đôi tay thon dài. Cúc cuối cùng được tháo ra, cô nuốt nước bọt một cái. Phan Anh nhìn biểu cảm thèm thuồng lộ liễu ấy thì cong môi cười. Suli LK thấy phải nhanh lên kẻo Phan Anh đổi ý mất. Cô đứng dậy vội vã cầm tay anh đi nhanh vào phòng ngủ. Đi được vài bước, Suli bất ngờ khi Phan Anh dừng lại. Cô đang lúng túng thì anh nói, bé con, nếu phải chủ động thì cũng nên để tôi làm. Nói rồi anh bế Suli vào lòng mình, ung dung tiến vào phòng ngủ, cứ như anh là chủ nhà ở đây vậy. Suli ngồi trên giường một cái liền cởi chiếc áo của Phan Anh hẳn ra rồi ném sang một bên. Anh cười giúp cô cởi áo thì phát hiện cô thả rông. Khi nãy áo quá rộng cho nên anh không để ý. Cố tình dụ dỗ tôi. Không phải, tôi là theo chủ nghĩa no bra. Phan Anh cứ nghĩ cô gái này thả rông đi khắp nơi có chút phẫn nộ. Dù mỗi lần anh gặp cô đều ăn mặc kín đáo nhưng anh không cam tâm. Bên châu Âu tụi con gái đều vô tư như vậy hay sao? Anh đè cô xuống, tức giận bóp cô một cái đau đớn. Anh làm tôi đau. Sau này mặc áo ngực cho tôi. Đây là ra lệnh chứ không phải là nhắc nhở. Anh giữ nguyên tới khi Suli nhăn nhó gật đầu mới buông ra. Tốt. Sau đó cái gì tới thì cũng phải tới. Giây phút Phan Anh cởi quần, Suli có chút lo lắng. Cô chưa từng tiến vào có chút khó khăn. Suli chủ động nói, my first time. Phan Anh bất ngờ, anh mỉm cười, tôi sẽ nhẹ nhàng. Vậy mà chỉ vài giây sau, Suli hét ầm lên. Phan Anh vội vã trấn an, đừng sợ. Anh bảo nhẹ nhàng mà, anh lừa tôi. Suli ấm ức khóc thút thít, nhưng Phan Anh dừng sao được. Lần đầu không tránh khỏi. Bé con, xin lỗi em. Anh bịt miệng cô rồi đưa thẳng vào tiếp tục càn quét. Suli sợ hãi trước sự mạnh bạo của đối phương. Phan Anh buông tay ra, lại cúi xuống hôn cô. Lần đầu họ làm không quá lâu, Suli tê dại cả người được Phan Anh ôm trong lòng. Hậu quả của việc cố chấp bay từ châu Âu sang đây để cua đổ người ta là Suli bị sốt nhẹ sau lần làm tình đầu tiên. Bù lại kết quả mỹ mãn khi cô chính thức là người phụ nữ của đối tượng mình tốn bao công theo đuổi. Hoắc Liên nay gửi con về nhà mẹ đẻ. Vu Thần hớn hở tưởng được một ngày riêng tư dính vợ. Ai dè cô lấy xe của anh đi đua luôn. Cậu Vu, Liên Liên lấy con Lamborghini đi đua rồi. Cảnh sát đuổi theo náo loạn cả con phố. Phan Anh rừng rưng đi vào báo cáo. Từ ngày chính thức làm chồng Hoắc Liên, Vu Thần đã quen với việc giam bữa nửa tháng lại có giấy phạt gửi về tận nhà. Cảnh sát không dám bắt tiểu thư nhỏ Hoắc, cũng là phu nhân Vu Thị, nên chỉ có thể gửi giấy phạt. Nhưng giờ có con rồi, cô ấy mà có làm sao thì bố con anh tính làm sao? Vu Thần theo định vị tìm được con xe yêu dấu của mình. Liên Liên, em đứng lại cho anh. Hoắc Liên hết hồn thấy chồng gọi điện thoại, nhìn qua gương chiếu hậu thấy anh đang đi con Ferrari của mình. Em đi tí rồi về. Mẹ, anh tóm được thì em chết chắc. Hoắc Liên phóng xe khét lẹt, cô chạy anh đuổi. Vu Thần nâng cánh gió chở xe, tăng tốc đuổi bằng được. Xuống xe. Hoắc Liên phụng phịu bị chồng kéo xuống. Anh nhét cô vào xe mình rồi ném chìa khóa xe lại cho đám thuộc hạ lái về. Ngồi trên xe không ai nói gì, Vu Thần tức giận thấy rõ. Anh không đợi được về Tứ Hợp Viện, cũng không đợi được tới khách sạn nhà mình. Lập tức anh đưa Hoắc Liên vào một khách sạn có tiếng của thành phố ngay gần đó. Khách sạn này không thuộc quản lý của Vu Thị. Anh để Hoắc Liên ngồi ở ghế chờ, không quên cảnh cáo, ngồi yên đấy. Dám chạy, anh sẽ chặt chân của em. Anh dám, anh Long sẽ không tha cho anh đâu. Không phải thách, giờ anh là chồng của em đó. Vu Thần nói gì đó với Lễ Tân, họ ngay lập tức chuyển máy cho anh nghe. Vu Thần chỉ nói đúng ba câu rồi cầm thẻ VVIP, cục xúc tại chỗ. Hoắc Liên kéo cô vào thang máy. Anh tính làm gì? Làm gì thì lát em sẽ rõ. Em nghĩ vào đây để tâm sự. Em nghĩ anh muốn giáo huấn hay trách phạt em? Đúng là muốn phạt em. Mắc mớ gì mà vào đây? Vừa tiện mua khách sạn này. Tiện cái gì chứ? Tiện phạt em.
Đúng lúc thang máy tới nơi, Vu Thần lại kéo vợ ra, nhấn thèm mở cửa. Anh ném mạnh cô xuống sofa. Anh làm cái quái gì thế? Hoắc Liên gắt gỏng nhìn Vu Thần. Anh nhích miệng cười. Cô hơi hoảng vì lâu nay chưa thấy lại ánh mắt như dã thú muốn nuốt chửng con mồi ấy. Vu Thần rút sợi duy băng ở bó hoa trên bàn, không nói gì, giữ chặt tay Hoắc Liên lên trên đầu rồi trói lại. Anh định đánh hay là tra tấn em? Em muốn chơi kiểu nào, anh chiều em kiểu đó. Mẹ, anh đừng có mà ức hiếp em. Anh làm gì? Chúng ta là vợ chồng cơ mà. Nói, em muốn kiểu nào? Thả em ra. Thôi được rồi, kiểu em thích nhất nhá. Lâu nay chưa thực hành, anh sẽ làm em không thể đi đua xe nữa. Vu Thần xé toạc chiếc váy ngắn của Hoắc Liên rồi cởi đồ của mình. Cô hoang mang đỏ mặt. Giờ mà anh còn tâm trạng để làm? Ngay từ đầu đã muốn làm. Không có dạo đầu, Vu Thần thô bạo tiến vào, làm Hoắc Liên nhăn nhó. Đây là cách anh phạt em, để em đứng không nổi. Chưa đâu, đoạn hay ở phía sau. Hoắc Liên bị anh làm cho thê thảm, bị trói tay cho nên chỉ biết chịu trận dưới thân chồng. Vu Thần, cô hét lên. Anh chỉ cười nhạt xào trá, lập tức bắn hết vào trong rồi ghim chặt chân vợ khép vào, cấm được để rơi một giọt nào ra ngoài. Em có bầu rồi thì khỏi phải đi đua xe nữa. Chẳng qua sinh con xong nên tay lái của em mai một thôi, sau này còn lâu anh mới tóm được em nữa. Đồ xấu. Đợi em đẻ thêm rồi tính tiếp. Mỗi lần em đi đua xe, anh sẽ cho em đẻ thêm một đứa. Năm nay Cindy Tao trong hệ thống đá quý cao cấp Blue đề cử chiếc khuy cài ngực áo Bloomer tái diện chủ đề lông vũ kinh điển. Nó được dùng titan để tạo hình kết hợp 1600 viên ngọc nhiều màu để tạo cảm giác bung xóa của lông vũ, phác họa với ngọc lục bảo bình giọt nước 30 carat. Cộng lông được bố trí bởi kim cương vàng, hình thành tỷ lệ màu sắc vô cùng tráng lệ. Chiếc lông vũ được phủ đầy đá quý, lay động và ánh sáng giữa các viên đá quý không ngừng lấp lánh. Suli lần trước để lỡ viên kim cương xanh nên nay lại nổi máu đạo trích. Phan Anh sau lần đó đã đưa cô về căn hộ của mình. Cô ấy sốt 2 ngày nay mới hết ốm. Anh đã ở bên chăm sóc, mua cà trà sữa về nhà. Nhìn cô bé ngồi hút chân trâu, mắt xem bản tin sáng người, anh đi tới nhấc cả người cô đặt lên đùi của mình. Thích sao? Không, biểu cảm khi nãy đã chống lại em. Thích thì anh mua cho em. Đắt lắm. Anh không muốn người của mình phải đi trông chìa đâu. Ai nói là em sẽ trộm nó? Không trộm mới là lạ. Được thôi, mua. Anh có biết nó bao nhiêu không mà mua? Siêu đắt, mà chưa chắc có tiền đã mua được. Anh sẽ hối hận vì dám mạnh miệng bảo mua cho em. Chỉ cần em muốn, anh sẽ mang về cho em. Anh đã nói, em sẽ không phải hối hận đâu. Suli biết Phan Anh hơn mình 6 tuổi, thích ăn bánh vị rượu rum và là thân tín của Hoắc Long thì chả biết thêm gì khác. Cô đâu biết anh cũng được coi là một trụ cột của Hoắc Liên Bang, địa vị ngang Vu Thần và Bách Tùng, chỉ sau Hoắc Long và Mạc Nguyên. Gia thế của anh không phải cha truyền con nối như mấy người kia, mà là trẻ mồ côi được Hoắc lão gia thu nhận năm 13 tuổi. Từ ấy sống cùng với đám Vu Thần và cống hiến cho tổ chức tới tận bây giờ. Tài sản của anh cũng không thua kém là bao, chỉ là anh sống kín tiếng nhất, lặng lẽ nhất. Chính vì đi lên bằng thực lực như vậy, Hoắc Long rất tin tưởng để Phan Anh kể cận đứa em Vu Thuần của mình. Phan Anh rất được việc, đã giao cho anh làm gì thì không cần phải lo lắng. Anh không phụ trách riêng một lĩnh vực kinh doanh nào của Hoắc Liên Bang, nhưng lại có thể hỗ trợ những người kia bất cứ khi nào cần. Có thể nói Phan Anh là nhân tố đa di năng nhất. Mai em phải về rồi. Nhanh vậy sao? Em có việc gì à? Em ở đây mấy ngày rồi. Không bận, nhưng đâu thể ở đây mãi được. Đó là quê hương của em. Suli mong chờ Phan Anh sẽ níu kéo mình ở thêm, nhưng anh lại nói, ừ, mai anh sẽ sắp xếp chuyến bay cho em. Thậm chí đêm cuối Suli ở nhà anh, anh cũng chỉ ôm cô ngủ. Suli lên máy bay với tâm trạng khó tả. Anh ấy không nói có yêu cô hay không, cũng không giữ cô ở lại. Cô cảm thấy có khi nào anh coi cô chỉ là vui chơi qua đường. Anh chăm sóc chiều chuộng cô là để bù đắp do làm cô bị sốt. Dù nói không hối hận, nhưng cô thất vọng nhiều chút. Cô không còn để ý lời nói mua chiếc khuy cài đá quý mà anh đã hứa. Phan Anh tiễn Suli đi cũng hụt hẫng không kém. Cô ấy là em gái của Tiger.
anh không chắc mình và Suli có thể tiến tới được không. Tình cảm giữa họ là thật, nhưng anh cảm thấy mình phải thận trọng và chu đáo hành động để không xảy ra sai sót gì. Nếu cô ấy làm sao, chắc Tiger sẽ không tha cho anh mất. Rồi mối quan hệ giữa Hoắc Liên Bang với ông trùm châu Âu nữa, anh chưa vội khẳng định mối quan hệ với Suli, sợ sẽ gieo hy vọng cho cô để rồi lại phải thất vọng. Mùi hương của cô bé hiện giờ hiện hữu ở khắp căn hộ, Phan Anh nhớ cô ấy phát điên lên được. Trước khi cài đá quý mất nửa tháng để có thể về tay chủ nhân, do còn mất thời gian làm thủ tục, vậy mà với năng lực của mình, Phan Anh rút ngắn thời gian còn đúng 9 ngày. Ngày thứ 10 xa Suli, anh lên máy bay sang châu Âu tìm cô, mang theo món quà như đã hứa. 10 ngày không ai liên lạc với ai, Suli LK không còn hứng thú đi trông chìa gì. Tiger cũng thế lạ khi em gái mình an phận hẳn. Cô có biệt thự riêng nhưng ở một mình quá buồn nên đã tới chỗ của anh trai. Hey, em đổi ý tính mở công ty nước hoa à? Sao cả toàn đều ở lìa trong phòng điều chế thế? Không, em làm chơi chơi. Chưa thấy em làm chơi chơi mà nghiêm túc như vậy. Hay chuyển qua điều chế thuốc cho anh đi, anh sẽ trả công cho em hậu hĩnh. Không thích. Sao anh có thể so sánh sự cống hiến nghệ thuật của em với việc chế đống bột mì đó được? Chả liên quan. Nhưng anh rất tin tưởng tay nghề của em mà. Suli cầm ly trà sữa hút hút. Từ khi nào đây là món không thể thiếu ở chỗ của cô? Cô còn tăng vài ký vì có những ngày cô uống hẳn 2 ly. Dù mỗi lần như vậy cô đều nhớ Phan Anh, nhưng đã nghiện thì khó cai lắm. Có người tới tìm cô Suli. Người đó kêu tên là Phan Anh. Một thuộc hạ vào báo. Hai anh em nhìn nhau. Em lại gây ra chuyện gì rồi? Lại trộm cái gì để cho người ta tìm tới đây? Suli LK nghe hai từ Phan Anh thì sốc ngang. Cô đưa mất vài giây rồi không thèm trả lời Tiger mà chạy rất nhanh ra ngoài. Tiger chưa từng gặp Phan Anh cho nên không biết đối phương, cũng vô cùng tò mò. Kẻ nào gan dạ mà dám mò đến tận đây, lại còn tìm đứa em của mình. Đi ra, họ nhìn thấy một thanh niên châu Á đi một mình. Tiger đánh giá ra là trông cũng khá, chỉ là năng lực có gì thì chưa rõ. Suli bẽn lẽn đi tới chỗ của Phan Anh, thi thoảng lại quay lại nhìn anh trai đứng trên sành nhìn ra chỗ mình. Sao anh biết em ở đây? Nơi này không phải có thể tùy tiện tới, nguy hiểm lắm. Muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do. Rồi anh chìa một hộp quà ra. Anh tới thực hiện lời hứa với em. Anh nói được nhất định sẽ làm được. Suli nhận lấy, mở hộp ra vô cùng kinh ngạc. Nhìn cô ấy chăm chú quan sát món đồ, Phan Anh bất giác mỉm cười. Anh tới chỉ để đưa nó cho em thôi sao? Có thể gửi cho em mà. Anh muốn đích thân đưa tận tay em. Thực ra anh nhớ cô, nhớ mùi hương của cô, nhớ thân thể cô. Nhưng gặp nhau cả hai lại chẳng biết nói gì. Gió làm mái tóc bạch kim bay bay trong gió. Suli vén tóc ra sau. Cảm ơn anh. Ừ, anh phải đi rồi. Suli nhìn anh lái xe đi, nghẹn ngào muốn gọi nhưng không lên tiếng được. Cô thẫn thờ đi vào. Tiger gặng hỏi. Tên đó là ai? Phan Anh. Ai chả biết hắn tên là Phan Anh. Cơ mà hắn tới đây hẳn là thân em. Em có bạn từ khi nào vậy? Trước kia em chưa từng có bạn. Bạn mới được chưa? Anh ấy là người của Hoắc Long. Hồ. Tiger đoán Suli đi sinh nhật tụi nhóc nhà Hoắc Liên Bang mà quen người tên Phan Anh kia. Nếu là người của Hoắc Liên Bang thì IC không phải lo lắng. Nếu như có làm gì sai thì chỉ cần tìm Hoắc Long là xong. Gì đó? Tiger với cái hộp trên tay em gái. Suli đang nghĩ gì đó. Cô chẳng bận tâm món quà nữa. Vãi, cái món đồ này sao em có được? Em đi trôm à? Hâm à? Trôm thì em cầm luôn, cần gì người ta mang tới. Hắn tặng em? Ừ. Wow. Hay là hắn phải lòng em rồi? Không biết ai phải lòng ai nữa. Anh, em đi ra ngoài một chút. Em phải nói chuyện với Phan Anh. Gì mà nghiêm trọng vậy? Xảy ra gì mà anh không biết à? Không có gì, anh giữ lấy. Quà của em mà suốt thì em sẽ không tha cho anh đâu. Suli vội vàng lấy khóa xe đuổi theo Phan Anh. Gấp gáp cứ như nếu như bây giờ cô không nói thì sẽ không bao giờ có thể nói được nữa. Suli chặn xe Phan Anh rồi hùng hổ xuống, gõ gõ cửa xe. Phan Anh hơi mỉm cười nhưng vẫn tỏ ra bình thản, hạ cửa xe xuống. Em tới đây có việc gì nữa? Phan Anh. Anh thực sự không còn gì để nói với em sao? Cô ấy gọi hẳn tên anh.
Em muốn anh nói gì? Em mong chờ gì ở anh à? Sully thò tay qua cửa, mở hẳn cửa xe ra, nhoài người túm lấy cổ áo Phan Anh, hôn anh rất cọc luôn. Phan Anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc, anh đẩy cô ra. Anh nhớ em, Sully. Rồi anh giữ đầu hôn cô, hôn chậm rãi, nhấm nháp thưởng thức. Về tới biệt thự của Sully, cô không chần chừ leo lên người của Phan Anh. Anh vừa bế cô vừa hôn cô, vừa di chuyển đặt cô trên thành ghế sofa. Sully vòng hẳn chân vào người anh, tay ôm cổ, nhìn vào mắt của anh. Em cũng nhớ anh, Phan Anh. Phan Anh lấy tay vén tóc cô vào vành tai, ôm lấy cô thật chặt. Xin lỗi vì giờ anh mới tới gặp em được. Tới còn hơn không? Sully cười, nụ cười rất đẹp và trong trẻo. Phan Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ phải là một cô bé ngoại quốc thua mình những 6 tuổi. Khả Ni thuê hẳn huấn luyện viên taekwondo về, quyết tâm chinh phục đai đen bằng được. Người làm mang điện thoại vào báo. Thưa cô, có cậu Tiger gọi. Khả Ni dừng tập, cô lau mồ hôi, thận trọng nhận lấy điện thoại. Có việc gì mà Tiger lại gọi cho cô mà không gọi cho Hoắc Long chứ? Tiger. Hello, bà chủ Hoắc Liên Bang. Cậu có việc gì mà đích thân gọi tôi vậy? À, cũng không có gì. Chỗ cô có người tên Phan Anh phải không? Nghe tới đây, Khả Ni ngay lập tức nảy số tới hình ảnh Sully. Cô điềm tĩnh trả lời. Có. Cậu ấy làm sao à? À, hắn vừa mang tặng em tôi một món quà giá trị, cho nên tôi vô cùng tò mò. Khả Ni mỉm cười. Hóa ra Phan Anh nghỉ phép là đi tìm Sully. Vậy sao? Phan Anh chính là đứa em thân cận mà gia đình tôi coi như là ruột thịt. Cậu ấy rất có năng lực. Khả Ni cố tình nhấn mạnh mối quan hệ của Phan Anh với vợ chồng mình, để đảm bảo cho cậu ấy sẽ không bị lép vế với Sully. Cũng là lời nhắc khéo Tiger rằng địa vị của Phan Anh không hề tầm thường. Tiger dĩ nhiên hiểu, người mà được chủ mẫu Hoắc Liên Bang chỉ đích danh như vậy chứng tỏ là người quan trọng. Động vào không khác gì động vào Hoắc Long và Khả Ni, hay chính là tổ chức Hoắc Liên Bang khét tiếng ở châu Á. Nhưng Tiger yên tâm hơn hẳn, phải là người xuất sắc mới xứng chơi với đứa em gái của mình. Chỉ sợ Sully bị tên khốn nào đó lừa gạt thôi. Dù gì cũng trẻ người non dạ, dính là tình yêu là dễ ngờ nghịch hẳn đi. Khả Ni cất tiếng điện thoại, không tập võ nữa mà nghĩ ngợi xa xăm gì đó. Hoắc Long đi ra. Nghe nói Tiger gọi em, có việc gì à? Về Phan Anh. Hả? Phan Anh hành động gì trên địa bàn của Tiger sao? Đúng vậy. Sao anh không biết? Khả Ni mỉm cười. Nhìn anh nghiêm trọng chưa kìa. Không có gì. Có vẻ như cậu ấy và Sully có gì đó. Tiger nói cậu ấy vừa tới tìm Sully. Không khéo Hoắc Liên Bang lại có một cô dâu ngoại quốc. Bradley. Khả Ni gật gật đầu. Chưa bao giờ thấy Phan Anh dính dáng tới phụ nữ. Ở bên Vu Thần từng trăng hoa là thế, mà cậu ấy vẫn tâm lặng như nước. Có vẻ mới bị Sully khuấy động lên rồi. Khả Ni luôn coi Vu Thần và Phan Anh như em trai của mình. Từ ngày làm chủ mẫu, cô thay Hoắc phu nhân quan tâm các em cặn kẽ, không khác gì người chị gái ruột thịt dù họ hơn cô 2 tuổi lận. Tại phòng làm việc biệt thự của Hoắc Long, một người đang họp. Laptop của Phan Anh kết nối với máy chiếu lớn. Anh quên thoát ô chat nên bỗng màn hình lớn hiện một góc nhỏ. Anh ơi, mọi người đều nhìn thấy nickname bé con liền trêu. Ôi, bé con nào đây? Phan Anh chưa kịp thoát ra lại có tin nhắn tới. Một bức ảnh que hai vạch đỏ chót. Icon Vu Thần tròn mắt nhìn. Bách Tùng thì cười hớn hở, Mạc Nguyên thì ừ một tiếng, Hoắc Long thì cười tủm tỉm. Xin lỗi đã làm gián đoạn mọi người, tôi xin phép ra ngoài một chút. Xem ra lại tụi nhóc sắp có thêm em rồi. Hoắc Long nhìn theo nói một câu. Vu Thần đoán ra đón non. Phan Anh hẹn hò, lẽ ra anh phải biết đầu tiên mới phải. Phan Anh vội vã gọi cho Sully. Bé con. Ừ. Em có đồng ý làm dâu châu Á không? Anh hứa cho em uống trà sữa cả đời. Anh sẽ cho em hết tài sản của anh. Tấm thân này cũng là của em thất, sở hữu trọn đời. Phan Anh, em hơi sợ. Có nên... Không được bỏ. Ý của em là nói cho Tiger biết. Em sợ anh ấy sẽ tức giận. Khả Ni đi qua thấy Phan Anh đang nghe điện thoại, nét mặt có vẻ gấp gáp. Anh chỉ cúi đầu chào cô một cái. Vào thấy đám đông đang nói chuyện bé con gì đó, Hoắc Long giang tay đón cô vào đùi mình. Mấy người có chuyện gì sao?
một bé con nào đó đang mang thai con của Phan Anh. Khả Nhi bật cười lớn, ai cũng ngạc nhiên sao cô ấy lại cười như vậy. Hoắc Long búng vào mũi cô ấy một cái, tém tém lại. Đúng lúc Phan Anh đi vào, Vu Thần nhanh miệng định hỏi, chưa gì Phan Anh đã tự giác. Suli LK. Vãi, Vu Thần nghe cái tên này sốc ngang, Bách Tùng thì vỗ tay. Cậu biết chơi đấy. Khả Nhi cũng hùa theo. Đỉnh quá, quá đỉnh. Cả trâu lẫn nghé luôn. Hoắc Long vẫn im lặng, Mạc Nguyên hỏi. Phải làm cho Hân Yên bằng chị bằng em mới được. Phan Anh, tính sao? Còn sao nữa? Xong họp tôi sẽ đi gặp cô ấy. Phải làm cô ấy gật đầu làm dâu châu Á mới được. Rồi Phan Anh nhìn sang Hoắc Long. Cậu Long, tôi xin nghỉ vài hôm để giải quyết việc cá nhân. Hỏi cưới luôn không? Nếu ngại Tiger LK thì tôi và chủ mẫu sẽ đi cùng với cậu. Tôi sẽ xem tình hình thế nào đã, sẽ báo cho mọi người sau. Được rồi, cần gì thì cứ nói. Suli LK dạo gần đây lại sợ tới phòng điều chế hương liệu. Những mùi cô thích nay lại làm cô ám ảnh. Thấy người cứ nôn nao, cô nghĩ nghĩ lên mạng search, rồi hoang mang đi mua que thử. Một lần ở khách sạn, một lần ở biệt thự của cô. Cả hai lần không dùng biện pháp, nhưng chẳng lẽ mới hai lần mà dính ngay được. Suli LK ngây thơ nghĩ vậy. Nhưng hai cái vạch đỏ đỏ hiện lên làm cô đứng hình, bất giác đưa tay lên bụng. Tờ mờ sáng hôm sau, Phan Anh có mặt ở trước cửa biệt thự của Suli LK. Bên ngoài vừa mưa lớn, cả người anh đều ẩm ướt. Phan Anh, Suli mở cửa, ôm chầm lấy đối phương. Anh lại khom khom người rồi kéo nhẹ cô ra. Cẩn thận cái bụng. Ồ, vẫn phẳng nì mà. Nhưng vẫn phải chú ý. Em thấy thế nào? Có không khỏe ở đâu không? Phan Anh đã chứng kiến Khả Nhi và Hoắc Điên mang bầu rồi chăm con, nên cũng hình dung được đôi chút. Vào nhà rồi nói. Phan Anh thay đồ, rồi ôm Suli ngồi cuộn tròn trong lòng. Họ cùng sưởi ấm bên lò sưởi. Em chưa trả lời anh. Trả lời gì cơ? Em có đồng ý gả cho anh không? Em... anh sẽ nói chuyện với Tiger. Nếu như em không quen sống ở châu Á, anh sẽ xin Hoắc Long. Yes, I do. Suli trả lời chắc nịch, rồi ôm lấy cổ của Phan Anh. Nhà LK có bốn đời làm trùm châu Âu. Đời Tiger là đời thứ tư. Tiger và Suli là con của nhân tình. Mẹ của họ là một diễn viên nổi tiếng xinh đẹp, nhưng lại phải lòng ông trùm. Họ có một anh trai cùng bố khác mẹ, lẽ ra người này mới là kế nhiệm tiếp theo. Theo Tiger LK, năm 21 tuổi, đã giết người anh này để lên nắm quyền. Đến Hoắc Long 30 tuổi mới kế nhiệm làm ông chủ Hoắc Liên Bang. Nhưng Tiger năm 21 tuổi ấy đã nắm trong tay nửa thế giới. Cả hai anh em LK đều hưởng nét đẹp của mẹ. Tiger thậm chí mặt non choẹt như thư sinh. Nếu nhìn qua chẳng ai nghĩ đây là trùm Hắc Bang có tiếng. Suli là người thân duy nhất của Tiger. Vì vậy với đứa em này có phần nuông chiều. Bố mẹ đều chết do bị băng đảng khác ám sát từ lâu. Tiger định cả đời không dính vào phụ nữ, hết lòng lo cho đứa em gái nhỏ. Nay là cơn mưa đầu mùa, Tiger mang một áo choàng được thiết kế riêng tới cho em gái. Cô ấy rất sợ lạnh. Tiger thong dong đi vào thấy Suli đang đứng ở trong bếp. Hey, anh. Suli hơi bất ngờ. Có quà cho em. Tiger lấy trong hộp ra một chiếc áo choàng lớn. Khỏi lo lạnh nhé. Anh tới không báo trước gì. Có bao giờ anh báo trước đâu. Lúc này Phan Anh cũng đi ra, trên tay là áo khoác của Suli. Hai người đàn ông khá bất ngờ. What the? Xin chào. Giờ mới chào hỏi cậu được chính thức. Tôi là Phan Anh. Tôi biết anh là Phan Anh. Nhưng mà anh đang làm cái quần què gì ở nhà của em gái tôi đấy? Tiger nhìn sang em gái. Chúng tôi đang hẹn hò. Phan Anh đi lại chỗ Suli, khoác áo lên vai cô ấy và trả lời. What? No. When? Suli ái ngại gật đầu. Em có bầu rồi. Ồp. Tiger hung hăng túm lấy cổ Phan Anh, trợn trừng mắt. Là anh úp soạt con bé. Là em theo đuổi trước. Hả? Suli đi tới chỗ hai người, gỡ tay anh trai ra khỏi người bạn trai mình. Ngồi xuống rồi nói chuyện. Cô đi ra phòng khách. Phan Anh nhìn Tiger rồi đi theo. Tiger, tôi biết việc dựng vợ gả chồng thì sự đồng ý của người thân không phải điều kiện để công nhận mối quan hệ hôn nhân. Nhưng ở châu Á, chúng tôi rất coi trọng việc gia đình đồng ý và vun vén. Cậu có đồng ý cho Suli lấy Phan Anh tôi làm chồng không? Tiger bất ngờ khi Phan Anh nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề. Anh nhìn Suli
rồi lướt xuống bụng của cô nhìn chằm chằm. Sully, anh ta có tốt với em không? Gật gật. Anh ta có yêu em không? Tiger không hỏi cô có yêu đối phương không. Anh muốn biết Phan Anh yêu em mình như thế nào. Tôi yêu cô ấy và sẽ chăm sóc cho mẹ con họ. Cậu có thể yên tâm giao cô ấy cho tôi. Tiger nghĩ xa xăm. Mẹ của họ đã sống một đời với cái danh nghĩa nhân tình, khiến hai anh em họ từ nhỏ đã phải đấu tranh khốc liệt để tồn tại. Anh không muốn Julie sẽ đi vào vết xe đổ đó. Nhớ lại cảnh Khả Ni ở chỗ mình lần trước, cô ấy khẳng định lòng trung thủy với Hoắc Long và sự trung thành với Hoắc Liên Bang. Tiger nhìn Phan Anh. Anh có làm được như Hoắc Long và Khả Ni không? Anh có bảo đảm cả đời sẽ trung thủy và đặt con bé lên vị trí hàng đầu không? Tôi nhất định làm được, Phan Anh kiên định trả lời. Anh hơn Tiger 3 tuổi nhưng lại hồi hộp mong đợi cái gật đầu của đối phương. Tiger nhìn Sully hỏi lần nữa. Em đồng ý không? Gật gật. Phan Anh, tôi giao Sully cho anh. Nếu như con bé tổn thương dù chỉ một lần, kể cả có vài tanh bành với Hoắc Liên Bang, tôi cũng sẽ tính sổ với người em rể này. Vậy là năm ấy, Mạc Nguyên cưới Hân Nghiên, Bách Tùng cưới Thư Kỳ, Phan Anh cưới Sully, Hoắc Liên mang bầu con thứ hai, thậm chí họ mang bầu san sát nhau, cứ như mấy ông chồng chạy đua với nhau vậy. Hai băng đảng lớn đều đã thành thông gia với Hoắc Liên Bang, vị thế vốn mạnh này lại càng mạnh hơn. Hoắc Thiên lên 4 tuổi thì được dự lễ đổi đai taekwondo của mẹ. Khả Ni từ đai trắng cơ bản tiến tới được mục tiêu đai đen của mình, thậm chí cô vượt đẳng từ võ sinh lên võ sư. Hoắc Long còn phải trầm trồ trước sự nỗ lực của vợ. Kỹ thuật của cô giờ lướt nhẹ tay cũng làm tắt được một ngọn nến đang cháy rực. Vu Yến cũng 4 tuổi đã có em trai Vu Thành. Dù bố mẹ cho đi học múa để cô bé nữ tính dịu dàng, nhưng có vẻ như gen bố mẹ trội quá, toàn bắt nạt em trai và chí chóe suốt ngày, không chơi búp bê mà tối ngày lấy mô hình siêu xe của Vu Thần ra nghịch. Mạc Lâm là con trai Mạc Nguyên, Bách Hoàng là con trai của Bách Tùng, Phan Ý Nhi là con gái của Phan Anh. Hoắc Liên Bang mới có thêm hệ mini này, mỗi lần gặp nhau như nhà trẻ, hai đứa nhóc 4 tuổi và 4 đứa em thơ 2 tuổi. Sully giờ không những hòa nhập mà hòa toan luôn với hội chị em Hoắc Liên Bang. Vu Thần vẫn là tự hào khi luôn nhanh nhẹn hơn mọi người, hai nách kẹp hai con, khiến Hoắc Liên từ ấy chưa được đi đua xe thêm một lần nào nữa. Tiểu Thiên thắc mắc. Bố ơi, sao bố toàn bế mẹ mà không bế con? Vì bố thích. Con cũng thích bố bế con, nhưng bố thích mẹ hơn. Con cũng thích mẹ nữa. Bố thích là đủ rồi. Hoắc Thiên ỉu xìu nhìn mẹ ngồi trên đùi bố thắm thiết. Khả Nghi cấu nhẹ vào người chồng rồi dỗ dành. Bố mẹ đều yêu con, mẹ sẽ bế con, được chứ? Em lại thiên vị đấy. Tối nay con sang bà nội đi. Khả Nghi lườm Hoắc Long. Anh ghen với cả con nữa à? Ngoài sân, Tiểu Yến thắc mắc với Hoắc Liên. Mẹ ơi, con muốn được ở nhà chung cư như các bạn ở lớp cơ. Hoắc Liên nhìn Vu Thần tẽn tò. Vu Thần hỏi con gái. Sao con lại muốn ở chung cư giống các bạn? Nhà mình không có thang máy, chạy từ phòng nọ sang phòng kia mệt lắm. Tất cả mọi người đều bật cười. Lát sau, Tiểu Thiên chạy ra nhìn một sàn xe trong sân biệt thự nhà mình. Nhìn xe Rolls Royce của nhà Tiểu Yến xong, lại nhìn xe mẹ đưa mình đi học. Mẹ lừa con. Khả Ni hoang mang. Ủa, mẹ lừa con cái gì cơ? Mẹ xem, xe nhà mình và xe nhà Tiểu Yến giống nhau. Thế mà mẹ bảo là xe này rẻ tiền. Hả? Thật mà, mẹ mua xe cũ người ta rẻ mà. Xe của mẹ là fake thôi. Không phải đâu, chữ giờ giờ này giống xe của chú Thần mà. Chú bảo xe này đắt lắm. Trời đất, sao cái bọn con nít này lại thắc mắc lắm như thế không biết. Mấy đứa nhóc kia mới 2 tuổi nhưng cũng nhí nhéo liên hồi, dù còn ngọng líu ngọng lô. Không ngờ cuối buổi, Hoắc Long cho con về bà nội thật, ôm vợ ở trong lòng hít hà và đôi tay sờ mó không yên phận. Em vẫn nghĩ sao anh thích em. Gia cảnh em bình thường, nhan sắc cũng không xuất sắc, tài năng không nổi trội, nhưng em ngon. Em hỏi thật đấy, đừng có mà cợt nhả. Thì thật đấy. Chẳng phải giờ em đã nâng cấp mình sang một phiên bản tốt hơn rất nhiều hay sao? Anh rất tự hào về em. Cảm ơn anh đã luôn ủng hộ em. Khả Nhi thấy may mắn khi Hoắc Long có tư tưởng khích lệ vợ phát triển bản thân, chứ không phải bảo cô dựa dẫm vào anh rồi chỉ cần sinh con nối dõi là được.
Ả Rập Xê Út vừa phát hiện mỏ dầu lớn nhất thế giới, ngay lập tức các tập đoàn lớn và chính phủ các cường quốc đều muốn nhảy vào chia chác và chiếm lĩnh kho báu này. Châu Á có Hoắc Thị bắt tay với chính quyền, châu Âu có tập đoàn LK, châu Mỹ có một tập đoàn của bang đảng Brazil, đều là những tập đoàn lớn mạnh, vừa là xã hội đen nhưng vẫn làm ăn bành trướng mọi lĩnh vực. Hoắc Long quyết tâm giành lấy vụ này, nếu nắm được nguồn dự trữ và nguồn cung dầu mỏ thì sẽ chẳng còn bố con thằng nào đấu nổi Hoắc Liên bang nữa. Hơn nữa Hoắc Thị còn bắt tay và nhận được sự bảo hộ của chính quyền. Nếu Mỹ có gia tộc dốc cơ âm thầm thao túng nền kinh tế của Mỹ và thế giới, thì tham vọng của Hoắc Long là châu Á có Hoắc gia. Chỉ cần đổ xăng, tất cả người dân đều chịu sự chi phối của họ. Dầu mỏ là thứ được thèm khát nhất hành tinh. Bên bang đảng Brazil rất háu chiến, bọn chúng không kiêng dè Tiger LK vì nghĩ ông trùm này còn non trẻ, mà người bọn chúng e dè là ông trùm Hoắc Liên bang. Châu Á giờ đã thịnh vượng, thậm chí có nhiều sự tiến bộ phát triển hơn cả các châu lục khác. Một ngày, Khả Nhi bỗng nhận được điện thoại của giáo viên. Mẹ Tiểu Thiên à, thằng bé mất tích rồi. Khả Nhi chết lặng, lập tức báo cho chồng. Ông xã, Tiểu Thiên mất tích. Cô lo lắng sợ hãi, nước mắt trực trào. Hoắc Long vội vã trấn an. Đừng lo, anh ở đây, đừng lo. Khả Nhi theo Hoắc Long tới đại bản doanh của Hoắc Liên bang. Những người khác cũng gấp rút có mặt. Theo CCTV và điều tra được, chính là bọn Brazil nhúng tay vào. Đồng thời, bọn chúng cũng gửi thông điệp với chính quyền, yêu cầu họ và Hoắc Thị phải rút khỏi vụ dầu mỏ nếu muốn con tin được sống. Hoắc Long nghiến chặt răng, nắm tay nói với người đại diện chính quyền. Tôi cho các người 3 tiếng đàm phán. Quá 1 giây, tôi sẽ có cách của mình. Đứa cháu yêu dấu của các lão đại bị bắt cóc làm giới hắc đạo sôi sùng sục lên. Tiger LK cũng hỏi han. Hồng Bang Hội cũng dùng các nguồn lực và mối quan hệ để cùng Hoắc Liên bang tìm kiếm nơi Tiểu Thiên bị giam giữ. Chính quyền vừa bị bang đảng Brazil gửi thông điệp, vừa bị Hoắc Long uy hiếp nên cũng giáo diết điều tra. Chính quyền sẽ không từ bỏ vụ này. Dầu mỏ là thứ chi phối cả nền kinh tế đất nước. Họ cũng không từ bỏ Hoắc Thị được, vì chỉ Hoắc Thị mới có số vốn khổng lồ giúp họ khai thác và sản xuất dầu mỏ. Tìm được nơi giam giữ, Tiểu Thiên là một vùng núi hiểm trở và tách biệt, di chuyển vào đó sẽ rất khó khăn. Đồng hồ điểm qua giây cuối cùng, 3 tiếng đã hết. Hoắc Long không chần chừ hành động theo cách của mình. Những thiết bị chiến đấu mới nhất mà Hoắc Liên bang sở hữu bây giờ mới được lấy ra sử dụng. Dàn vũ khí mà tới Hồng Gia là dân buôn còn choáng. Dàn máy bay công nghệ mới mà Mạc Nguyên sưu tập bên châu Âu khiến LK cũng choáng ngợp. Thì ra Hoắc Liên bang khét hơn họ nghĩ rất nhiều, chỉ là chưa ra tay nên chưa biết ai mà thôi. Hoắc Long từ lâu đã nhìn xa trông rộng, đâu chỉ kinh doanh tạp hóa mãi, dĩ nhiên sẽ phải lấn sân sang các lĩnh vực khác mạnh và chuẩn bị cho mình nhiều nguồn dự phòng. Hoắc Long thỏa thuận sẽ rút lui, bọn Brazil còn đòi thêm 1 tỷ USD tiền chuộc đổi lại cứu được con trai. Đâu dễ như thế, người của Hoắc Long đã nắm trọn hang ổ của bọn chúng. Tên cầm đầu bị bắt đang quỳ ở dưới chân. Khả Nhi thấy con đã an toàn, cậu bé bị tiêm thuốc ngủ nên đã lịm đi. Cô đưa con cho bác sĩ và đám thuộc hạ để lên máy bay về trước, mình ở lại dù Hoắc Long dù cô nên về. Cô cúi người, dùng một tay bóp chặt cổ tên đàn ông châu Mỹ to con, hai mắt hằn lên tia máu vô cùng đáng sợ. Tên đó bị cô bóp chặt tới mức bất động, hai mắt trợn ngược. Nếu cứ thế, chẳng mấy chốc tên đó sẽ chết dưới tay của Khả Nhi. Hoắc Long không muốn tay vợ dính máu nên đã khuyên cô buông ra, anh sẽ ra tay xử lý kẻ dám động tới con mình. Khả Nhi lần đầu chứng kiến cảnh Hoắc Long giết người, cô không sợ hãi, lạnh lùng nhìn đầu tên đó lìa khỏi cơ thể. Thế giới này nếu như yếu đuối sẽ không thể tồn tại, chỉ có kẻ chiến thắng mới được công nhận. Quá trình không cần biết đúng hay sai, người ta sẽ chỉ nhìn nhận kết quả để biết ai là người chiến thắng. Tên trùm Brazil đang ở đại bản doanh bên nước ngoài, nghe tin người của mình thất bại, bèn cay cú tập hợp lực lượng muốn ăn miếng trả miếng với Hoắc Long. Nhưng hắn ngu xuẩn khi đã động vào người đáng lẽ không thể động. Hoắc Long xử lý tên kia xong, Khả Nhi nhìn anh, không cần nói, họ chỉ nhìn vào mắt đối phương cũng hiểu được suy nghĩ của nhau. Hoắc Long cho người diệt gọn hang ổ của bọn Brazil. Nếu có lần một sẽ có lần hai, phải diệt cỏ tận gốc. Một dàn máy bay chở người và vũ khí lập tức bay sang châu Mỹ. Hồng Bang Hội và Tiger LK muốn góp sức cho thông gia, cũng ủng hộ xương xương thêm chút vũ khí và tên lửa.
chính quyền hốt hoảng với thế lực hắc bang Hoắc gia này cũng phải cử máy bay áp sát để hộ tống và nắm được tình hình. Vụ này liên quan tới chính trị và kinh tế, ảnh hưởng lớn tới trật tự cường quốc trên thế giới. Miền Bắc Brazil, nơi sa mạc nhưng lại có nhiều hồ nước xanh gần vườn quốc gia, chính là đại bản doanh của băng đảng kia. Bầu trời xuất hiện rất nhiều máy bay oanh tạc, những xe jeep leo cồn cát đông như kiến, rồi dài khắp khu vực lân cận. Không một sự dư thừa, Hoắc Long cho người phải bắt được tên trùm sỏ mới chắc ăn. Hai bên bắn nhau ác liệt, tên thủ lĩnh chống trả rất lâu. Dưới bắn nhau, trên bầu trời cũng từng đợt vang rền. Khi vừa xác định đã bắt được tên trùm, người của Hắc Long ngay lập tức dội bom một vùng sa mạc. Hang ổ của bọn Brazil bị san lấp, hoang tàn và khốc liệt. Tin tức được lưu truyền trong giới Hắc Bang, người ta tá hỏa nhìn Hoắc Liên Bang bằng một cái nhìn khác. Chính quyền cũng phải họp khẩn các bên để phát ngôn về việc này. Tiền của Hoắc Thị đi đôi với quyền lực. Số tiền khổng lồ chính là quyền lực giúp Hắc Long không ngán chính quyền. Bọn họ thậm chí còn bị ông trùm này vượt mặt nắm giữ nhiều thiết bị quân sự tân tiến. Đã vậy còn được sự giúp đỡ của băng đảng khét tiếng khác. Tên trùm băng đảng Brazil khi đối mặt với người đàn ông châu Á mới hơn 30 tuổi, thực sự không cam tâm và khuất phục. Hắn xỉ vào Hoắc Long và châm biếm con trai cưng của ông trùm châu Á. Khả Ni nắm chặt tay, một cú đá chân khiến hắn lệch mặt, máu phun tung tóe. Ngươi đã động tới giới hạn của ta. Cô căm phẫn cho người treo cổ hắn, sau đó xác được ghim lên cây thánh giá đóng bằng cọc gỗ dựng giữa sa mạc. Đây chính là cảnh cáo cho những kẻ khác. Bất kỳ kẻ nào dám động tới giới hạn của chủ mẫu Hoắc gia thì đều sẽ phải chịu sự trừng phạt dã man như vậy. Hoắc Long chưa từng thấy Khả Ni máu lạnh tới như vậy. Cô ấy mạnh mẽ và ác hơn cả tưởng tượng của anh. Trong lòng có chút kinh ngạc và kiêng nể. Khả Ni ngồi máy bay trở về, cô tỏ ra bình thản đến lạ. Hoắc Long cầm tay cô. Em ổn chứ? Rất ổn, đừng lo. Lại thêm một truyền thuyết mới về bà chủ Hoắc Liên Bang. Đó là người phụ nữ duy nhất khiến giới hắc đạo trên thế giới nể sợ. Chưa từng có vị phu nhân ông trùm nào sát phạt quyết đoán như vậy. Khả Ni là cái tên mà nhắc đến cánh đàn ông Hắc Bang cũng phải kiêng nể vài phần. Cô cũng khiến những người có định kiến về châu Á có cái nhìn nhận khác hẳn. Châu Á trở nên có vị thế hơn hẳn trên bản đồ xã hội đen trên thế giới. Về nhà ôm con trong lòng, cô lại trở về dáng vẻ của người vợ, người mẹ ôn nhu dịu dàng. Hoắc Long đúng là được mở mang tầm mắt. Phụ nữ đôi thì thật đáng gờm. Vốn tập đoàn LK của Tiger muốn cạnh tranh vụ dầu mỏ, nhưng xem ra phải từ bỏ. Nếu Tiger làm căng chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh thế giới quá. Rõ ràng Hoắc Long không ngán một ai khiến Tiger vài phần nể nang. Dù sao Sully cũng là con dâu bên ấy. Hoắc Long là dân xã hội đen, nhưng phong cách làm ăn vô cùng sòng phẳng, tính toán lâu dài. Lại để cảm ơn Tiger và Hồng Vũ Hưng đã có lòng hỗ trợ cứu Tiểu Thiên, Hoắc Long hào phóng chia một phần lợi ích cho các bên. Hồng Băng Hội được chuyển giao một phần địa bàn Đông Nam Á, Tiger được tặng một mỏ vàng ở vùng ranh giới giáp Liên bang Nga. Hai người thấy Hoắc Long gửi quà, lúc này mới biết Hoắc Long đã nhúng tay vào những lĩnh vực khủng liên quan tới cả chính quyền, chứ không chỉ đơn giản là tập đoàn xã hội đen kinh doanh tạp hóa nữa, mà những lĩnh vực này đích thân anh là người quản lý, cùng các trụ cột khác chia nhau quản lý các lĩnh vực còn lại. Nhắc tới xã hội đen, người ta chỉ nghĩ tới tệ nạn như bài bạc chém giết, vay nặng lãi, cất cấm vũ khí, v.v. Nhưng Hoắc Long đã đưa Hoắc Liên Bang và Hoắc Thị lên một đẳng cấp mà bất kỳ băng đảng nào cũng hâm mộ và khao khát. Đó là một tập đoàn lớn mạnh, chiếm lĩnh hầu hết các ngành quan trọng của nền kinh tế, thao túng bộ máy chính quyền và thị trường. Và đặc biệt, chính quyền cũng không tác động nổi, thậm chí phải dựa hơi vào họ. Đặc biệt là chủ mẫu Hoắc Liên Bang thâu tóm luôn cả nền điện ảnh nước nhà. Công ty điện ảnh Hoắc Thị còn có cả tác phẩm đề xuất cạnh tranh giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế. Đúng là một đế chế xã hội đen tốt đầu trên thế giới. Thậm chí các đợt khủng hoảng kinh tế cũng nằm trong tính toán của những tập đoàn khổng lồ như vậy. Không một bông tuyết nào hoàn toàn tinh khiết, không có đồng tiền nào hoàn toàn trong sạch. Quá trình không cần biết đúng hay sai, kẻ mạnh mới là kẻ được công nhận và giành chiến thắng. Các nhà khoa học Anh đã tạo ra một loại tấm chắn tàng hình có thể giúp người hoặc vật phía sau biến mất hoàn toàn bởi ánh nhìn của người đối diện. Họ đã sử dụng một loạt thấu kính đặc biệt để đổi hướng ánh sáng từ người hoặc vật phía sau sang bên trái và phải, cách xa người quan sát. Không chỉ hoạt động tốt ở các cảnh đồng nhất mà nó còn áp dụng được ở cả khung cảnh đường phố, tòa nhà.
Hoắc Long đã thành lập một viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu về tấm tàng hình này. Họ cũng thiết kế ra được một loại tương tự, dùng lưới dạng thấu kính, gồm các hàng thấu kính lồi hình trụ nhỏ. Khi ánh sáng khúc xạ đều đặn có quy luật, mỗi thấu kính lồi hình trụ nhỏ sẽ nén vật thể phía sau thành dải mỏng, khiến nó dường như vô hình, từ đó đạt được hiệu ứng thị giác. Trong tương lai, áo tàng hình của Harry Potter hay khăn tàng hình của Doraemon sẽ không còn là điều hoang tưởng nữa. Việc nghiên cứu của Hoắc Long hướng tới khả năng sản xuất được những tấm chắn có khả năng cách nhiệt và chống đạn. Lập tức điều này gây chấn động. Giờ người ta nhìn Hoắc Thị với quan niệm mới, tập đoàn xã hội đen tri thức. Dĩ nhiên, mật ngọt hút ruồi, tài nguyên Hoắc Thị nắm giữ quá lớn, khiến cho nhiều kẻ thèm khát muốn giành giật. Mục tiêu chính là công nghệ tiên tiến mới nhất này, và băng đảng ở El Salvador chính là một trong số đó. Băng đảng này man dội tới mức nổi tiếng thuộc top những băng đảng hàng đầu trên thế giới và ra tay sát hại vô số phụ nữ. Chính vì chúng mà đất nước El Salvador là đất nước nguy hiểm nhất, bậc nhất cho phụ nữ. Tòa nhà trụ sở của viện nghiên cứu bị đánh bom thành đống đổ nát. Hoắc Long và nhóm trụ cột đều ở trong đó. Nghe tin, Khả Ni hoang mang cực độ. Cô cố trấn an, giờ là chủ mẫu, cô phải lo cáng đáng và xử lý mọi chuyện. Cô phân phó người bảo vệ phủ Hoắc gia cho người đem Tiểu Thiên xuống căn cứ bí mật dưới hầm biệt thự. Cô sợ bên địch sẽ động tay động chân con trai một lần nữa. Sau đó, cô tới trụ sở viện khoa học. Các chị em khác cũng lo cho chồng đều có mặt cả. Đám thuộc hạ đang giáo giết tìm kiếm người mắc kẹt. Chính quyền cử xe cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát tới hiện trường. Mọi thứ sụp đổ, nhìn vô cùng hoang tàn và thê thảm. Một thuộc hạ thân cận nói ở viện khoa học cũng có một căn hầm tránh nạn, hy vọng Hoắc Long và mấy người kia đều trú kịp. Thư kỳ điều người của Hồng Bang Hội cùng tìm kiếm. Tiger nghe tin cũng giáo giết điều tra. Mẹ nó, không thể để cháu tao mồ côi bố được. Tiger lo nhất là cho em gái. Phan Anh mà làm sao, chắc Suli sống không nổi mất. Mới cưới, mới có con, rời châu Âu để đến với chồng. Không chỉ Suli, mấy phụ nữ còn lại ai cũng vậy. Chỉ là họ cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của bản thân mà thôi. Họ cùng đám thuộc hạ đi vào, tới phòng lưu trữ công nghệ tàng hình. Đồ đạc rơi đổ rất nhiều, không có một ai. Con chip lưu trữ cũng biến mất khỏi két bảo hiểm. Khả Ni hoang mang, không biết chồng mình cầm hay đã lọt vào tay bọn người kia. Họ mò mẫm mãi mới tới được hầm an toàn. Nơi này được xây dựng để chống khủng bố, cửa đã bị phong tỏa. Khả Ni cầu nguyện hy vọng mấy người đàn ông sẽ trong đó. Muốn mở phải có mật khẩu, ở đây dùng công nghệ sinh trắc, nếu không có vân tay và mắt của Hoắc Long thì không mở được. Ngoài ra có một mật khẩu ký tự, nhưng lại toàn tiếng Hán cổ với những hình vẽ loằng ngoằng khó hiểu. Mọi người hoang mang nhìn nhau, không ai biết là gì. Nếu nhấn sai 3 lần, cửa sẽ đóng vĩnh viễn. Bên trong, Hoắc Long bị thương ở tay do vụ nổ làm đồ đạc bắn ghim vào. Khi thấy một nhóm lạ mặt đang lùng sục, anh đã nhanh tay lấy con chip lưu trữ công nghệ theo. Mạc Nguyên, Bách Tùng, Phan Anh, Vu Thần đều xe sát nhẹ. Họ muốn mở cửa đi ra, nhưng do rung chấn quá mạnh, hệ thống bảo mật bị ảnh hưởng nên không thể mở từ trong. Vấn đề là bên ngoài e là chả có ai biết mật khẩu mà mở cửa. Trong này cũng ngắt sóng, không thể liên lạc với bên ngoài. Phá cửa được không? Không, cửa này dùng bom cũng không phá nổi. Mẹ kiếp! Hoắc Liên mất bình tĩnh gắt gỏng, Suli thì thẫn thờ. Thư kỳ khẩn trương ra ngoài gọi điện hỏi Hồng Vũ Hưng có vũ khí hay công nghệ gì để phá cửa hay không. Chỉ có Khả Ni đang bình tĩnh nghĩ ngợi. Hân Nhiên đăm chiêu nhìn dãy ký tự rất lâu. Cô nhấn thử một lần, màn hình hiện X đỏ chót không thành. Hân Nhiên ôm đầu nghĩ nghĩ, rồi nhớ tới một ký tự hình xăm trên người Mạc Nguyên. Có lần tắm cùng với nhau, Mạc Nguyên đã nói Hân Nhiên ghi nhớ hình vẽ này. Cô nhấn lần hai, màn hình lại X đỏ chót thất bại. Khả Ni nhìn Hân Nhiên, Hân Nhiên nhìn lại. Cái này chị không thể nghĩ ra. Hân Nhiên học về lịch sử nghệ thuật nên có am hiểu về mấy ngôn ngữ cổ. Tuy nhiên có một ký tự cô không biết. Khả Ni nhìn vào, cô nhận ra đây là ký tự khắc trên thân con dấu của bang chủ Hoắc Liên Bang. Hoắc Long từng cho cô cầm xem con dấu quyền lực này. Chỉ có hai vợ chồng cô là được sờ tận tay nhìn tận mắt. Cái này em biết. Hai người nhìn nhau. Chị nghĩ có lẽ phải kết hợp hai ký tự. Khi nãy nhấn đều bất thành, nhưng ghép lại thành chữ Lăng. Lăng có nghĩa là gì?
Khả Ni lúc này đã hiểu, không phải Long hay Ni mà là Lăng. Có lần bị Hoắc Long gạ đẻ, cô từng nói muốn có con gái, nếu sinh con gái cô thích cái tên Côn Lăng. Dẫu vậy, lúc giơ tay nhấn màn hình, cả hai người đều run rẩy. Nếu bất thành, chắc phải đào từ lòng đất để chui vào quá. Giây phút màn hình hiện tích xanh lá cây, ai nấy đều mong chờ cánh cửa đang từ từ mở ra. Nhìn thấy người của mình, Khả Nhi vội vã tới chỗ mọi người. Mọi người sao rồi? Không sao. Sao em lại tới đây? Nguy hiểm lắm. Nếu không tới chắc không cứu nổi mấy người. Hoắc Long cười cười. Đi mau, nơi này không ở lâu được. Có kẻ đang lùng sục tìm con chip. Nhân lúc Khả Nhi không để ý, Hoắc Long đã thả con chip vào túi quần của cô. Vừa ra tới cửa, họ đã gặp một nhóm trang bị vũ khí. Người của Hoắc Long lên trước bảo vệ, hai bên bắn nhau ầm ĩ. Họ tìm một lối khác. Trong lúc hỗn loạn, nhóm người bị tách nhau rồi lạc mất. Hai vợ chồng Khả Nhi và Suli một nhóm. Họ gặp một đám người bám theo đuổi giết. Mục tiêu của bọn đó chắc chắn là ông trùm Hoắc Liên Bang. Dẫn đầu là một cô gái tóc ngắn đen nhánh. Tay Hoắc Long bị thương nên bắn súng hơi bất tiện. Khả Nhi và Suli đang hỗ trợ bắn những kẻ ở phía sau. Cô gái tóc ngắn tiến lên giật lấy áo khoác của Hoắc Long rơi ra, sau đó tìm kiếm nhưng không có gì. Còn chip đâu? Cô ngu hả? Ai lại để ở nơi hiển nhiên dễ đoán như thế? Khốn kiếp! Cô ta ngay lập tức nhìn sang Khả Nhi. Hoắc Long vội vã tới cản. Khả Nhi đá một phát làm súng trên tay cô ta rơi ra. Cô ta thân thể cũng vô cùng nhanh nhạy, rõ là rất chuyên nghiệp, cũng gạt chân làm súng của Khả Nhi văng ra ngoài. Hai cô gái đánh nhau một hồi, cô ta đã giữ được cổ của Khả Nhi chuẩn bị ra tay. Suli lao tới, dùng một mảnh thủy tinh vỡ ghim vào eo cô gái đó, sau đó nhanh tay nhón được con chip trong túi quần của Khả Nhi. Vốn là trộm xịn, cho nên Suli rất nhanh tay nhanh mắt, khi nãy cô đã thấy Hoắc Long hành động. Cô gái kia bị đâm bất giác thả Khả Nhi ra. Khả Nhi định chạy liền bị cô ta túm tóc. Cô xoay người lại bị cô ta đập vào đầu một cái choáng váng. Đầu của cô làm bằng đá à? Cứng vãi. Khả Nhi nhăn nhó khi đầu hai người đập vào nhau. Lúc cô còn chưa định thần, cô gái đó đã lại bóp cổ cô, nói: cô giữ con chip. Có biết tôi cũng không nói cho cô. Hoắc Long đang phải đối phó với đám thuộc hạ của phe kia, cứ lại gần cứu vợ là bị ngăn cản. Suli cũng không khá hơn, đang bị nhóm người bắn tùm lum phải nép trong một góc. Thư Kỳ cùng với Vu Thần và Phan Anh nghe tiếng súng lập tức tới hỗ trợ. Nhìn Khả Nhi bị một người phụ nữ đang bóp cổ, Thư Kỳ lấy chiếc rìu ở bốt cứu hỏa phi một phát về phía lưng cô ta. Cô ta quay lại né được, nhìn thấy Thư Kỳ thì ánh mắt có chút dao động. Thư Kỳ nhìn thấy đối phương cũng bất ngờ. Devon Auchi. Auchi cười nhẹ một cái. Thư Kỳ cúi người rút một con dao dưới bót của mình. Cậu vẫn thích chơi dao nhỉ? Auchi nhìn con dao mình vừa né được dưới chân. Khả Nhi nhân lúc đó đá con dao lên và tóm lấy, xoay người thật mạnh làm đối phương bất ngờ. Một đường dài lướt qua bụng cô gái có tên Auchi. Cô ta ôm bụng nhìn Thư Kỳ đỡ lấy Khả Nhi. Phan Anh cứu được Suli và Vu Thần cứu được Hoắc Long. Khả Nhi liền hỏi: Thư Kỳ, chị biết cô ta? Ừ, chuyện dài lắm, nói sau đi. Đám thuộc hạ của Hoắc Liên Bang đã thanh toán được đám người kia. Auchi bị thương vẫn cố với lấy kiếm của một tên thuộc hạ, muốn sống còn bằng được. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng với Auchi, cô chỉ được phép thắng, không thể thất bại. Thư Kỳ vốn định tha cho Auchi một mạng, không ngờ đối phương lại liều lĩnh như vậy. Cô ấy vớ được một thanh inox đỡ kiếm của Auchi, chém về phía người của mình. Thanh inox bị cắt làm đôi. Cậu vẫn đam mê dùng kiếm nhỉ? Có vẻ sắc ngọt hơn rồi. Nhóm Thư Kỳ đồng loạt đánh lại Auchi. Vu Thần muốn giết tận tay lại bị Thư Kỳ cản lại. Cô ta là người quen của chị. Nhưng cô ta muốn giết chúng ta. Hoắc Long thấy vậy khẩn trương. Giữ cô ta lại, biết đâu sẽ lợi dụng được. Vu Thần bất lực, đành đánh mạnh vào gáy Auchi, làm cho cô ta ngất ngay tại chỗ, rồi bị người của Hoắc Long mỗi người một bên lôi sành sạch ra ngoài. Ngỡ là an toàn rồi, họ vừa ra khỏi đống đổ nát thì thấy đám cảnh sát phong tỏa hiện trường bị một nhóm người bắn hạ. Băng đảng El Salvador nhất định sẽ không từ bỏ. Chúng từ các phía lao ra, còn có nhiều xe bọc thép thả một đám lính đánh thuê tiến vào. Chết tiệt, giờ ai cũng bị hao tổn sức lực, lại phải đối phó với đám người trang bị vũ khí kín thân như thế kia. Cảnh sát cũng bị diệt gọn trong vòng một nốt nhạc. Lúc này Bách Tùng và Hoắc Liên lái xe đi tới. Lên xe.
Không chần chừ, nhóm người chia làm hai lên xe. Hoắc Liên chở anh chị và chồng, Bách Tùng chở vợ cùng vợ chồng Phan Anh. Nhìn thấy một cô gái lạ bị nhét lên xe chật chội, Bách Tùng quay sang hỏi: "Ai đây?" "Bạn cũ." Thư Kỳ đáp lại nhanh chóng, rồi hai xe cùng nhau tẩu thoát khỏi hiện trường. Trên một con đường quốc lộ, một đoàn xe đang đuổi theo nhau. Hai chiếc Range Rover đen mà Bách Tùng và Hoắc Liên lấy được của đám cảnh sát đi trước. Phía sau là một đoàn xe các loại của địch đuổi theo. Sau cùng cách đó không xa là một đoàn xe G63 của Hoắc Liên Bang đuổi tới. Hoắc Liên vụt lên đầu tiên, tới một ngã rẽ, cô và Bách Tùng chia nhau mỗi xe một ngả để đánh lạc hướng địch. Bọn El Salvador không biết chip đang được ai giữ nên cũng chia thành hai để đuổi theo. Nhóm người Hoắc Liên Bang vì thế cũng lần lượt nối đuôi chia hai ngả. Hoắc Liên bị dí cho sát phạt. Vu Thần ngồi cạnh mở cửa sổ bắn, hai vợ chồng Khả Ni cũng ở ghế sau bắn về phía đối phương. Hoắc Liên lái xe vào đường rừng khiến địch bị cắt đuôi. Vậy mà trên đường bìa rừng, một xe tải lớn mở cửa phía sau ra, một loạt xe mô tô đen dần lao xuống và tiến vào đường rừng. Bọn này trang bị ác thật. Vu Thần nhìn đám xe này gắt lên. Hoắc Liên trấn an: "Cảnh này quen mà, đừng lo, chúng ta giải quyết từ từ. Cơ mà đừng đạp rơi cửa xe nữa. Đường rừng gập ghềnh không như đường phố ở châu Âu đâu." Hoắc Liên lên ga, lạng lách làm cả con xe sóc tận óc. Khả Ni không kiềm chế được, suýt ọe tại chỗ. Xe máy là phương tiện chiếm ưu thế trong tình huống này. Bọn chúng áp sát vào xe. Hoắc Long lo cho vợ, tức giận chìa tay bị thương ra cửa, tóm lấy vai áo một kẻ đi mô tô, rồi kéo lê khiến hắn đập người vào thân cây ngỏm luôn. "Phải ra quốc lộ thôi, người của ta cũng không thể yểm trở ở địa hình như thế này được." Thư Kỳ ở ghế phụ bắn hết cả đạn ở súng, không nói nhiều, cô trườn cả người qua cửa sổ xe rồi leo lên nóc xe. Bách Tùng biết vợ rất liều nhưng cản không nổi. Thư Kỳ nhảy sang xe của bọn địch bên cạnh, Bách Tùng lái xe lên trước. Phan Anh và Suli đồng loạt bắn vào kẻ cầm lái xe kia và hỗ trợ Thư Kỳ. Cô ấy lấy dao xử đẹp mấy tên ở sau, trước khi con xe bị mất lái đã kịp ngồi vào và xoay vô lăng, kịp thời khống chế được. Hoắc Liên ra quốc lộ chạy một đoạn, gặp xe Bách Tùng đang chạy làn bên cạnh. Đoàn xe lại tiếp tục một đoàn đuổi nhau. Đám người của Hoắc Liên Bang cũng bị thiệt hại kha khá. Đám El Salvador vẫn ngoan cố đuổi giết bằng được. Ba xe, một xe Hoắc Liên, một xe Bách Tùng, một xe Thư Kỳ chiếm được đi song song ba làn. Bên El Salvador đã xác định được vợ chồng ông trùm Hoắc Liên Bang trên cùng một xe. Chúng trang bị súng hỏa tiễn định cho nổ xe đó. "Có hỏa tiễn!" Thư Kỳ hét lên, nhanh chóng áp xe mình sát giạt xe Hoắc Liên. Cô mở cửa, Khả Ni mạo hiểm leo lên, sau đó kéo Hoắc Long bị thương lên. Trước khi chiếc xe bị nổ tanh bành, Hoắc Liên cũng kịp nhoài người bám lấy Vu Thần và nhảy vào xe của Thư Kỳ. Mạc Nguyên lái trực thăng cùng Hân Nghiên tới cứu cánh anh em. Lại tới một ngã rẽ, Hoắc Liên và Bách Tùng lại chia hai ngả. Mạc Nguyên cho đám xe của Hoắc Liên Bang hỗ trợ xe Bách Tùng, còn mình thì chỉ huy trực thăng hỗ trợ xe có Hoắc Long. Một dàn trực thăng bắn tỉa xe của băng đảng El Salvador trên đường. Bọn chúng cũng khô máu đáp trả, bắn hạ được một trực thăng rơi. Hân Nghiên quan sát bản đồ vệ tinh khi thấy Thư Kỳ lái xe lên một mỏm núi. "Mạc Nguyên, trên đó là đường cụt, nếu như bị đuổi nữa là sẽ rơi xuống biển mất." Mạc Nguyên khẩn trương nhìn, rồi phân phó các trực thăng còn lại xử lý và giữ chân các xe của băng El Salvador. Mình thì lái trực thăng lên trước để cứu xe Thư Kỳ. Thư Kỳ không giỏi lái bằng Hoắc Liên, xe chạy thì bị bọn địch đâm cho móp méo tàn tạ. Hoắc Liên chui lên: "Để em." Thư Kỳ đổi chỗ, hỗ trợ bên cạnh để Hoắc Liên cầm lái. "Gạt cần." Thư Kỳ nghe lời gạt một cái, Hoắc Liên nhấn ga rồi xoay vô lăng quay 180 độ. Tính quay đầu thì thấy bọn EL đã đuổi tới nơi. Bọn chúng không hiểu sao điều động được cả đám xe nữa tới cứu viện. Số lượng quá đông lại di chuyển tốc độ cao, khiến trực thăng bắn tỉa không tiêu diệt được hết. Chiếc xe của họ cũng bị bắn cho. May đây là xe chiếm được của địch cho nên cũng có chống đạn. Hoắc Long mất máu yếu dần, Khả Ni và Vu Thần vẫn bắn lại chống trả. "Đoàn xe địch quá đông," Mạc Nguyên nói, "chỉ có cách thả bom mới làm cho chúng tan xác được. Nhưng nếu như thế thì sẽ nguy hiểm cả xe của Hoắc Long nữa. Thả dây bốc xe họ lên đi." "Nhưng tốc độ cao quá rất khó tiếp cận, phải móc được các móc vào bốn phía gầm xe thì mới bốc được xe lên."
Anh thả em xuống, em sẽ móc ngầm. Quá nguy hiểm. Hãy tin em sẽ làm được. Hân Nghiên ở bên không đợi chồng đồng ý, nhấn nút thả dây ở trực thăng. Mạc Nguyên nhìn vợ, chỉ đành ném cho cô một bộ bảo hộ đeo ở tay và chân. Cẩn thận, con vẫn ở nhà chờ em. Hân Nghiên cười nhẹ. Con họ cũng ở nhà chờ họ. Hân Nghiên học múa nên cơ thể rất mềm mại dẻo dai. Cô đeo găng tay vào, lơ lửng bám dây trực thăng leo xuống. Phía dưới vẫn bắn nhau ỏm tỏi. Người của Hoắc Liên Bang hỗ trợ để đảm bảo trực thăng của lão đại có thể hạ xuống gần nhất với xe của ông trùm. Hân Nghiên hạ xuống nóc xe trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hoắc Liên lái xe chậm lại. Thư Kỳ lấy một móc móc vào một bên gầm. Khả Ni một móc, Vu Thần một móc. Móc còn Hân Nghiên móc xong thì cũng là lúc xe lên tới gần vách núi. Ngay khi thấy Hân Nghiên ra hiệu ok, cô ấy chui vào xe thì Mạc Nguyên gạt cần, cố hết sức bốc chiếc xe 4 chỗ nhưng chở tới 6 người lên. Các chiếc trực thăng còn lại thấy trực thăng của lão đại kéo theo một ô tô lên tới khoảng cách an toàn, liền đồng loạt dội bom xuống đám xe của băng đảng EL. Cả một đoạn quốc lộ trở nên tanh bành khói lửa. Bên này xe của Bách Tùng cũng được đoàn xe của Hoắc Liên Bang hỗ trợ an toàn rời khỏi quốc lộ trở về căn cứ. Phan Anh và Su Ly nhìn nhau thở phào. Ao Chi bị kẹp giữa hai người vẫn bất tỉnh nhân sự. Họ gặp nhau tại đại bản doanh. Khả Ni cùng Vu Thần đỡ Hoắc Long. Bác sĩ và cả một thùng máu quen thuộc đã sẵn sàng. Hoắc Long nhìn vợ. Con chip ở túi quần em. Khả Ni vội vã sờ sờ. Không có. Có khi nào rơi rồi? Đúng lúc xe Bách Tùng trở về. Em cầm. Su Ly cầm chip lắc lắc trên tay, đi tới đặt vào tay của Khả Ni. Hoắc Long ghé đầu dặn dò vợ xong mới yên tâm theo bác sĩ để xử lý vết thương. Khả Ni cùng Mạc Nguyên tối mật thất, cẩn thận cất chip vào két mới ra ngoài. Thư Kỳ đỡ Ao Chi và giao cho bác sĩ. Nhìn mọi người thắc mắc, cô ấy mới chậm rãi trả lời. Ao Chi là bạn cũ của chị, người Nhật. Trước cùng học đấu kiếm và giao cùng với nhau. Sau này cô ấy mất tích. Không hiểu sao lại làm việc cho bọn EL tận ở bên Trung Mỹ nữa. Ao Chi tỉnh dậy phát hiện mình bị trói tứ chi nằm ở trên giường. Lúc này có một người đàn ông đang nhìn cô, nét mặt có chút quen quen. Cậu là ai? Tôi tò mò người phụ nữ dám tới để lấy mạng của Hoắc Long. Vậy mà lại là bạn của chị tôi. Em trai của Thư Kỳ. Hồng Vũ Hưng không đáp, chỉ cười rồi ra ngoài. Lát sau, Thư Kỳ đi vào thay băng vết thương cho bạn mình. Không cần đâu. Phụ nữ để lại sẹo xấu lắm. Ao Chi nhìn tay Thư Kỳ, một chiếc nhẫn đeo ngón áp út tay trái. Cô không hề biết bạn mình lấy chồng, vì địa bàn cô hoạt động lâu nay đều ở Trung Mỹ và cũng không quan tâm thế sự. Kết hôn rồi sao? Ừ, mấy năm rồi. Còn có một con trai. Thích thật đấy. Cậu cũng có thể. Không thể. Có khi sắp tới còn chết không toàn thây. Những năm qua đã có chuyện gì vậy? Mình đã sắp được rút khỏi giới sát thủ. Tuy vậy tổ chức lại bắt Ao Di để khống chế mình. Bên EL thuê người ám sát ông chủ Hoắc Liên Bang và lấy chip về. Xong vụ này, họ sẽ thả Ao Di và chị em mình có thể gác kiếm. Ao Di là em gái sinh đôi của Ao Chi. Họ là thành viên của một tổ chức sát thủ. Ao Chi vốn đã ở ẩn, nhưng vì em gái nên đã để tay nhúng máu, thậm chí rất nhiều máu. Tổ chức yêu cầu họ phải làm đủ 100 phi vụ. Vốn đã đủ, nhưng chúng lật kèo không cho Ao Di nghỉ hưu, mà lại kiếm cớ bắt Ao Chi phải làm thêm. Thư Kỳ quen Ao Chi khi còn học cấp 2. Nghỉ hè nào Thư Kỳ cũng được bố cho đi học đấu kiếm bên Nhật. Khi đó Ao Chi vẫn còn là cô bé Nhật Bản xinh xắn với khuôn mặt nhỏ xíu, tóc ngắn đen mượt với mái bằng rất đặc trưng. Họ cùng nhau đấu kiếm ở một võ đường nổi tiếng. Bao năm, Ao Chi gần như không có thay đổi gì ở gương mặt, chỉ có ánh mắt là sâu thẳm không đáy, không còn sự hồn nhiên rạng rỡ hồi niên thiếu nữa. Thư Kỳ là người bạn duy nhất của Ao Chi, nên chỉ nhìn qua dù rất lâu năm không gặp thì vẫn có thể nhận ra. Cô từng kể với bạn mình về cô em gái sinh đôi, nhưng Thư Kỳ cũng chưa bao giờ gặp Ao Chi. Mình giúp gì được cậu không? Không giúp được. Bằng EL rất khủng bố. Mình đang lo cho Ao Chi. Nếu như chúng biết mình thất bại, con bé em là lành ít dữ nhiều. Thư Kỳ thở dài,
Không ngờ chị em nhà Devon lại bấp bênh phụ thuộc vào kẻ khác như vậy. Đợi vết thương ổn đã, Hoắc Long sẽ không tha cho mình. Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy. Cậu và hắn có quan hệ gì? Chồng mình là thân tín của Hoắc Long, họ coi nhau như là anh em ruột thịt. Thật trớ trêu, đi giết người mà lại va phải bạn cũ. Coi như mình nợ cậu, là cậu giữ cái mạng này. Đừng nói như thế, không nợ nần gì cả. Mai mình sẽ đưa con trai tới thăm cậu. Không cần, nó không nên biết bạn của mẹ mình là một kẻ đâm thuê chém mướn. Thư Kiệp cười buồn, muốn cười trói cho Ao Chi nhưng không thể. Hoắc Long với vụ này rất căng, cả viện nghiên cứu cũng tổn thất nặng nề. Cô cũng không thể đẩy Bách Tùng vào thế khó được. Hôm sau, Tiger cũng lặn lội mò sang đây, vừa thăm thông gia, vừa thăm cháu và em gái. Phan Ý Nhi là con lai nên xinh xắn đáng yêu vô cùng, mắt xanh và da trắng giống Su Ly, tóc đen giống Phan Anh lại hơi xoăn xoăn. Tiger cực kỳ thích đứa cháu này, còn định sau này không lấy vợ sinh con sẽ để lại toàn bộ tài sản cho cháu của mình. Ao gì, có vẻ như phi vụ không thành rồi. Chị cô thì mất tâm, nếu ngày mai không có tin tức gì thì coi như thất bại. Cô sẽ phải làm người phụ nữ của tôi. Tên đứng đầu tổ chức sát thủ là một gã trung niên tầm 50 tuổi. Ao Di ngồi đối diện hắn trên bàn. Nếu Ao Chi không đem kết quả gì về thì coi nay là bữa tiệc độc thân của tôi rồi. Ao Di cười rất nghệ. Tên trùm chưa từng thấy cô cười quyến rũ như vậy. Bao người đẹp nhưng chỉ duy nhất hai chị em cô gái Nhật Bản này không chịu khuất phục hắn. Thà là 100 phi vụ cũng không chịu hiến dâng cho hắn. Dĩ nhiên họ rất được việc nên hắn cũng không thể để hai người vào tay kẻ khác. Bên EL thậm chí còn thuê với giá cao ngất ngường. Tôi mời ông một ly được không? Dĩ nhiên. Hắn rất thận trọng, rượu cũng là người của mình kiểm tra kỹ lưỡng. Trên bàn cũng không có đề vật sắc nhọn gì. Ao Di nghiêng người cố để lộ ngực ra, tay bóp chặt ly thủy tinh vỡ vụn, lập tức cầm một mảnh muốn cứa cổ của hắn. Hắn đâu phải là dạng vừa, mắt nhìn ngực nhưng tay lại giữ được tay của Ao Di đang cầm mảnh thủy tinh kia. Hắn cười khẩy, nụ cười bỗng cứng đờ khi có một cây đũa xuyên qua cổ của hắn. Kẻ lật kèo phải chết. Ao Di nhìn hắn hộc máu ra rồi gục trên bàn. Cô lạnh lùng cầm chai rượu đổ lên tay bị thủy tinh ghim thương tích, không một sự nhăn nhó. Ao Di mặt lạnh băng nghĩ về chị mình. Có khi nào Ao Chi bị băng EL giữ rồi hay không? Hay bị Hoắc Liên Bang xử luôn rồi? Cô đội mũ lên, tháo một nắp ống thông gió trên trần nhà, cẩn thận trườn ra ngoài. Đám thuộc hạ bên ngoài thấy im ắng đến lạ, đi vào đã thấy ông chủ chết trong vũng máu, vội vàng phong tỏa cả địa bàn tìm Ao Di. Devon Ao Di đã quá thành thục địa hình ở đây. Cô đã thay xăng vào hệ thống phun nước ở vườn hoa xung quanh biệt thự, chất một đống thuốc nổ ở hầm chính giữa. Trước khi bước khỏi nơi này, Ao Di ném lại chiếc bật lửa đang cháy. Cả một vùng ngoại ô lửa cháy sáng rực. Cô lấy một bộ giấy tờ giả, lặn lội sang Trung Mỹ tìm chị. Ao Di nghĩ EL khủng bố hơn, lại ra tay với cả phụ nữ rất tàn ác, nên muốn nhanh chóng tới đây trước. Với cả Ao Chi quá lâu rồi không còn hoạt động gì ở châu Á nữa, cô không tìm được thông tin gì về con chip từ Hoắc Liên Bang cả. Ao Chi năng lực như vậy có thể đã lấy được chip cho băng EL, nhưng lại bị tên trùm tổ chức sát thủ bán đứng, bởi cô đã lén nghe được hắn muốn bán chị gái mình thành thuộc hạ cho bọn khủng bố rồi chiếm đoạt cô. Thế nên Ao Di mới ra tay tiến hắn về địa ngục. Cô đứng trên mỏm núi nhìn xuống. Băng EL chiếm nhà tù ở giữa thung lũng làm địa bàn riêng, nơi đây giam những kẻ khét tiếng tàn bạo nhất thế giới. Trùm EL là tù nhân top 1 nguy hiểm ở đây. Hắn biến nơi giam giữ thành thuộc địa của mình, sống nhởn nhơ như nhà riêng vậy. Ao Di quan sát cả tuần liền, nhận ra cứ mỗi 19 giờ tối thứ tư hàng tuần sẽ có một xe đưa nhu yếu phẩm vào. Cổng nhà tù kiểm tra an ninh rất kỹ, thậm chí có cả chó nghiệp vụ đánh hơi. Tối ngày hành động, Ao Di chờ sẵn trên một cây cầu đi bộ bắc qua đường, nơi mà chiếc xe nhu yếu phẩm đi qua. Cô nhảy được xuống nóc xe container, rồi nhẹ nhàng chui nấp vào đống hàng hóa bên trong. Để đối phó với đám chó nghiệp vụ, cô đã dùng một loại hương độc không mùi. Với người thì không quá nguy hiểm,
nhưng với động vật có thể làm tê liệt hệ thần kinh và rối loạn thị giác. Đúng như dự đoán, đám chó lúc đầu sủa inh ỏi làm đám người El Salvador bước lên container lục tung lên kiểm tra, nhưng chỉ một phút sau, đám chó bắt đầu mất kiểm soát và chạy loạn, làm đám thuộc hạ rối rít giữ chúng lại. Lúc quay lại kiểm tra tiếp thì Audi đã khoan sàn, ngụy trang lỗ hổng cẩn thận rồi chui xuống gầm xe rồi. Hệ thống nhà tù rất rộng, các buồng giam toàn những kẻ gớm ghiếc, song trổ kín thân. Audi tóm được một lao công, nhưng bà ta không hiểu tiếng Anh, bởi El dùng tiếng Tây Ban Nha, chỉ đành đánh ngất và giấu bà ta vào một góc. Audi mặc bộ đồ lao công của bà ta rồi mò mẫm tới được phòng an ninh. Trong này có cả chục người giám sát màn hình. Audi không thể dùng súng sẽ gây tiếng, rút dây động rừng. Cô phải xác định được buồng của tên trùm trước. Cô rút ra một bộ kim châm, quan sát những người đàn ông to con trong đó, chọn những cây kim có độ dài nhất định, một phát phi vào sau gáy một kẻ. Hắn gục xuống không một tiếng la. Mấy kẻ khác bỗng thấy đồng nghiệp gục xuống, chưa hiểu gì đã bị một cây kim nhỏ ghim vào, hầu hết ở vị trí cổ, trán, gáy và lưng, nơi dọc cột sống. Đây là các vị trí điểm yếu, kim đâm vào và dễ có tác dụng nhất. Có một kẻ vẫn gắng gượng với tay lên bàn phím, muốn nhấn nút chuông báo động. Ngay lập tức Audi lộn một vòng qua giữ được đầu hắn, cực nhanh rút dao ra đâm vào giữa đầu, còn tay bịt chặt miệng hắn khiến hắn chết thật im lặng. Nhìn những cái xác nằm la liệt trên sàn, Audi lấy khăn lau lau tay rồi rút kim của mình cất đi. Cô nhìn một vòng các màn hình, xác định được nơi tên trùm El đang ở. Devon Audi đốt một đống lửa ở trong phòng rồi nhấn hệ thống báo cháy khẩn cấp. Khói bốc lên tới trần nhà, kích hoạt hệ thống phun nước tự động. Cả một nhà tù lớn giờ náo loạn hết cả lên. Cô còn thao tác trên hệ thống máy tính đóng sập cửa khu nhà giam của tên trùm để hắn không chạy được. Cô đã xem sơ đồ địa hình, bên trên náo loạn thì cô sẽ đi dưới. Hệ thống ống cống rất lớn để phục vụ số tù nhân khổng lồ. Tuy rất bẩn thỉu, nhưng Audi trang bị mặt nạ chống độc, nhanh chóng di chuyển. Tên trùm nhận ra sự bất thường, đám thuộc hạ cũng tập trung lại để bảo vệ hắn. Khi nhận ra cửa của khu buồng bị giam đóng, chúng thậm chí lấy cả máy cắt để cắt cổng ra ngoài. Mùi nguy hiểm nhận thấy rõ, địa bàn của hắn sao hắn không cảm nhận được chứ. Audi mò tới gần tới nơi thì cụt đường, lại phải chui lên. Đám thuộc hạ đang tấp nập đi lại để kiểm tra và lục soát. Chúng đã biết có kẻ đột nhập. Một tên tù binh nhìn thấy cô định hét lên thì Audi chỉ cười nhẹ rồi ném một lựu đạn vào căn buồng đó. Tiếng nổ lớn thu hút đám người EL. Khi chúng đến nơi chỉ thấy một buồng giam tan tành với những thi thể không nguyên vẹn. Khốn nạn, tìm được chưa? Chưa. Chỉ biết hắn giết người bằng một con dao. Mấy xác kia không tìm được hung khí, có vẻ là trúng độc. Và khi nãy dùng một quả lựu đạn, thậm chí không thấy có súng. Chúng nghĩ kẻ gây chuyện là một tên đàn ông to gan nào đó, tuyệt nhiên không nghĩ chỉ là một cô gái bé nhỏ. Audi phá khóa các buồng giam, đám tù nhân ồ ạt chạy ra toán loạn. Kẻ thì chạy trốn, kẻ thì lại đấm nhau với bọn mình không ưa. Đám cảnh sát địa phương được phái đến cũng chẳng có tác dụng gì, còn bị người của băng EL xử lý. Chúng phá cổng đưa ông trùm ra ngoài. Audi đang đu trên trần nhà, nấp sau các ống thông gió lớn, quan sát được kẻ trung tâm và xác định được mục tiêu, bởi những kẻ khác đều vây quanh để bảo vệ hắn. Khi chúng tới một khúc cua, Audi đã nấp trong tối chìa cây kiếm nhật dài ngoằng giữa họng ông trùm. Đám thuộc hạ không dám bắn, vì chỉ cần cô nhúc nhích nửa cm thôi là ông chủ của chúng sẽ đi đời. Ông trùm là một kẻ rất vạm vỡ, hình xăm kín ngực, tóc hơi dài và râu quai nón. Nhìn thanh kiếm ở cổ mình, hắn cười nhẹ. Audi, tôi thuê cô mà cô dám làm chuyện này, không muốn lấy tiền công sao? Audi cười nhẹ, dần bước ra. Đối phương thậm chí không hề biết cô không phải Audi, bởi họ giống nhau như hai giọt nước. Nghe hắn nói vậy thì rõ ràng hắn không hề giữ chị gái của cô. Tôi biết ông đã mua đứt tôi từ tên trùm tổ chức sát thủ. Tôi sẽ không làm việc cho các người. Vốn tôi đã có thể gác kiếm, chính các người ép tôi. Cô còn trẻ như vậy mà gác kiếm thì rất phí phạm tài năng. Làm việc cho tôi thì đâu có thiệt. Các người đã giết quá nhiều phụ nữ và trẻ em, và còn bắt trẻ em cầm súng. Cô cứ làm như mình trong sạch. Tay cô dính bao nhiêu máu
thì cô phải rõ hơn ai chứ. Tôi sẽ không thuộc sở hữu của bất kỳ ai nữa. Nói rồi, Ao Di đẩy kiếm lên muốn giết hắn. Hắn lùi lại tránh được. Đám thuộc hạ lập tức xả súng đồng loạt, làm cho Ao Di phải tạm rút lui. Cô ném một bình hơi cay về phía chúng, rồi đeo mặt nạ phòng độc khi nãy, đu lên vai một tên thuộc hạ rồi cướp súng của hắn. Giải quyết được kha khá những tên trùm sò đã chạy thoát. Ao Di đuổi theo, phi một kim châm vào lưng hắn nhưng không ăn thua. Hắn quá đô con và thể lực tốt, độc tính của cây kim nhỏ không làm cho hắn gục ngã được. Hắn chạy chậm hơn, một lát bị Ao Di đuổi kịp. Cô rút một phát năm kim, đâm hắn nhanh như máy. Chỉ 5 giây, hắn bất động nhìn Ao Di. Một kim ở bắp chân trái, một kim bắp đùi phải, một kim vào vai trái, một kim ở ngực phải, một kim ở giữa trán. Miệng hắn từ từ rỉ máu, không chút dao động. Tới khi chết, hắn vẫn nghĩ là Devon Aochi mới là người giết mình. Ao Di mặt không biến sắc, hắn đổ dầm xuống đất. Đúng lúc bọn thuộc hạ tới nã đạn điên cuồng về phía cô, cô đành nằm sát vào thi thể ông trùm và lấy thân hắn đỡ đạn. Tấm thân to lớn của kẻ khét tiếng lại bị chính thuộc hạ bắn cho thê thảm, không thể nằm chờ chết. Ao Chi còn duy nhất một quả lựu đạn. Muốn giữ để phòng thân, nhưng tình huống này chỉ đành sử dụng. Cô tháo chốt, ném về phía địch rồi nhào lộn một vòng để thoát thân. Khi chính phủ EL tới nhà tù, nhìn khung cảnh kinh khủng tan hoang thì vô cùng chấn động. Đến khi quan sát CCTV, họ cực sốc khi kẻ làm náo loạn nhà tù và giết chết ông trùm là một cô gái. Ngay lập tức, cô gái đó bị rơi vào danh sách truy nã khẩn cấp, tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Người ta lùng sục hiện trường, giám định được phân tay trên hung khí thì mới biết đích thị cô gái đó là Devon Aoji. Tin này nhanh chóng truyền đến tai các băng đảng trên thế giới, thậm chí còn treo thưởng vô cùng cao. Người ta thi nhau muốn bắt lấy cô gái Aoji này. Tiger đến thăm Hoắc Long thì cũng có tới chỗ của Aoji để hóng hớt. Mẹ nó, xinh thế. Câu đầu tiên của thanh niên trẻ tuổi với danh ông trùm châu Âu thở ra, làm cả đám người Hoắc Liên Bang nhìn chằm chằm. Ồ, gu của cậu mặn thế. Vu Thần nhịn không nổi cũng phải cảm thán một câu. Tiger vậy mà bị thu hút sâu sắc trước một cô gái bị trói trước mặt. Vẻ đẹp đậm chất châu Á này lại còn mắt một mí sắc lẹm với đôi mắt nhỏ toát vẻ đáng sợ, tóc ngắn đen nhánh với mái bằng hay hay. Anh đã quá quen với những hình ảnh gái châu Âu da trắng, dáng cao, thân hình bốc lửa, tóc vàng mắt xanh rồi, nên Ao Chi để lại ấn tượng rất mạnh mẽ đối với Tiger. Ao Di rời Trung Mỹ tới châu Á. Cô quan sát thấy Hoắc Long ít lui tới đại bản doanh, mà dạo này hay ở biệt thự gia đình. Linh cảm Ao Chi bị giữ ở đây, nên Ao Di quyết định tới đây để tìm người. Tại hầm biệt thự của Hoắc Long, em gái của cô đang bị truy nã. Ao Chi nhìn người trước mặt. Nó đã làm gì? Rất ấn tượng. Xử lý được ông chủ tổ chức sát thủ, khử được trùm EL Salvador. Cậu sẽ làm gì với tôi? Nể tình cô là bạn của thư ký, tôi cho cô chọn cách chết. Muốn nhẹ nhàng dứt khoát hay kiểu gì cô đều có thể yêu cầu. Chỗ tôi không thiếu, kỹ thuật cũng không tồi. Kiểu mẹ gì cho phải chết. Cậu đúng là biến thái. Lúc này thuộc hạ đi tới nói nhỏ vào tai của Hoắc Long. Anh chau mày lập tức ra ngoài. Quả thực Devon Aoji không biết sợ là gì nữa. Hoắc Long đi ra, thấy một cô gái Nhật Bản y hệt kẻ anh đang giam giữ. Đối phương mặc một bộ kimono màu đen và eo đeo thêm một thanh kiếm dài. Nhìn anh mặt sắc lạnh. Tôi tới đón chị gái về. Tôi không tha cho chị của cô được. Cô ta đã gây ra tổn thất quá lớn. Vậy là anh không giao người? Không thể. Ao Di không nói thêm. Cô hít sáo một tiếng rất vang. Người dưới hầm nghe được tín hiệu, cười nhạt rồi cũng đáp lại bằng một âm thanh tương tự. Dù bị người của Hoắc Long chĩa súng tứ phía, nhưng Ao Di rất rừng rưng. Cô ném một bom khói về phía họ, rồi lèn dọc không biệt thự, theo hướng âm thanh lọt được xuống hầm, ngắt toàn bộ hệ thống điện của cả khu biệt thự lớn. Giết cả hai cho tôi, Hoắc Long gầm lên ra lệnh. Đám thuộc hạ chia ra hành động tìm mục tiêu. Ao Di vẫn là chiêu cũ, hai cây kim hạ được hai vệ sĩ canh cửa. Vào trong thấy chị gái thì cười. Xin lỗi, em tới hơi trễ. Ao Chi nhìn em gái, hai người không có thời gian để nói thêm, nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài. Không thể đi đường chính vì chắc chắn người của Hoắc Long đang lùng sục.
Họ leo lên tầng 2 của biệt thự, tính nhảy từ trên xuống vườn trúc gần đó rồi thoát thân. Đúng lúc này hệ thống điện được khôi phục. Một cậu bé đang dịu dịu mắt, tay ôm một con gấu bông đi ra hành lang. Cô ơi, bố mẹ của con đâu? Tiểu Thiên đang chuẩn bị ngủ thì mất điện. Căn phòng tối om làm nhóc con hơi sợ, muốn đi tìm bố mẹ. Hoắc Long cũng ngay lập tức tới chỗ của con trai, lại thấy cảnh con mình và hai chị em nhà Devon đang đứng cùng với nhau. Aoji nhìn Hoắc Long, rồi nhìn Aoji, rồi nhanh tay tóm lấy Tiểu Thiên làm con tin. Để chúng tôi đi. Không, thằng bé sẽ chết dưới tay tôi. Tiểu Thiên sợ bóng tối, nhưng khi bị một cô gái lạ giữ chặt lại, nhìn vào bộ kimono của Aoji và nói: bố ơi, lạ quá. Hoắc Long chau mày nhìn con trai, Aoji cũng nhìn cậu bé, còn Aoji nhìn Hoắc Long không chớp mắt. Tiểu Thiên đừng sợ, có bố ở đây rồi. Con không sợ đâu. Bố xem, cô ấy thật xinh đẹp, tóc ngắn màu đen giống tóc của Nhi Nhi nè, nhưng tóc xoắn của Nhi Nhi xinh hơn. Trong đám trẻ Hoắc Liên Bang, Hoắc Thiên thích Phan Ý Nhi nhất, thích hơn cả hai anh em con của cô ruột Hoắc Liên. Câu nói của nhóc con làm cho Aoji ngạc nhiên, còn Aoji hơi sao động. Hoắc Long thấy hai người mất tập trung, bèn bắn thẳng vào tay của Aoji đang giữ con mình. Đám thuộc hạ phía sau cũng lập tức bắn vào Aoji, nhưng cô đã né được nhờ núp sau chiếc kệ trưng bày ở hành lang. Aoji bị thương bất giác thả cậu nhóc ra, ôm cánh tay đang rỉ máu, không rút được kiếm ra mà cũng không giữ được cậu nhóc lại, lập tức bị Hoắc Long trượt một đường dài, đá bay vào một góc. Anh giữ được con trai, nhẹ nhàng căn dặn: không sao, con nhắm mắt lại, bịt tai lại, bố và họ chỉ đang tập võ thôi nhá. Tạ Ni nghe thấy tiếng súng trong nhà mình thì cũng vô cùng kinh hoàng. Chạy lại chỗ con trai thì thấy Hoắc Long đang giữ thằng bé. Cô nhìn cặp song sinh trước mặt thì cũng hốt hoảng. Aoji giết được cả chùm EL thì cũng không ngán chùm Hoắc Liên Bang. Thế mạnh của cô là dùng kim châm độc, lập tức rút một kim phi về phía Hoắc Long. Là trùng thì dĩ nhiên Hoắc Long cũng có thân thủ đáng nể, anh lập tức né được. Aoji rất nhanh rút một kim khác, đổi mục tiêu sang con trai ông trùm. Aoji núp gần đó, hiểu được ý đồ của em gái, lập tức nhảy qua. Khi cây kim đã được phi được nửa đường, liền bị hai ngón tay của cô kẹp lấy rồi ném xuống đất. Em đã vi phạm nguyên tắc. Aoji liếc qua chị gái, thờ ơ. Giờ là lúc nào? Nguyên tắc không giúp chúng ta toàn mạng. Đạo đức nghề nghiệp, không nên lụy trẻ em. Lúc hai vợ chồng Khả Ni đang lo lắng cho con trai, Aoji đã lôi Aoji nhảy ra ngoài, rồi núp vào vườn trúc. Hoắc Long lần theo vết máu đuổi theo. Khả Ni đưa con tới nơi trú an toàn. Tiểu Thiên ngây ngô hỏi: mẹ không ra tập võ với bố ạ? Hả? Con có sợ không? Không ạ, con trai thì phải mạnh mẽ. Khả Ni cười, may mắn con cô không sao. Mới mấy tuổi đầu mà tận hai lần bị bắt làm con tin rồi. Con ở đây có các chú bảo vệ. Mẹ ra tập võ với bố xong thì sẽ vào ngủ với con nhé. Vâng ạ, mẹ đi đi. Tiểu Thiên gật gật đầu. Khả Ni lo một mình Hoắc Long sẽ đấu không lại hai chị em sát thủ, lưu luyến nhìn con trai rồi chạy ra ngoài. Trong vườn trúc, Aoji bị thương được Aoji giấu trong một góc, lấy lá khô phủ lên để ngụy trang. Còn mình muốn đánh lạc hướng Hoắc Long. Khả Ni nghe thuộc hạ báo cáo, bèn đi về phía bên kia của vườn trúc, liền bắt gặp Aoji đang chạy trốn. Aoji vung kiếm chém về phía Khả Ni. Cô né được, thanh kiếm lướt qua một thân cây đứt làm đôi. Biết kiếm Nhật nổi tiếng thế giới rồi. Giờ thấy kiếm của Aoji làm Khả Ni mở mang tầm mắt. Cô nhặt đoạn thân cây làm gậy, là bị kiếm của đối phương chém làm đôi. Hai tay hai màu trúc, Khả Ni không thể đấu lại, chỉ có thể liên tục lùi lại né tránh. Khả Ni phi một đoạn trúc về phía Aoji. Cô ta chìa kiếm làm đoạn cây chè dọc một phát. Aoji đu lên cây trúc, đá một cú làm Khả Ni bay ra xa, cả người va vào thân cây đau điếng. Khi Aoji lại gần, liền bị một nắm đất cát Khả Ni vung ra táp thẳng vào mặt. Nhân cơ hội đó, cô đá một cú mạnh hất văng cây kiếm của người kia ra. Cây kiếm lập tức ghim thẳng vào một thân trúc gần đó. Aoji xoay người muốn lấy lại vũ khí của mình, liền bị tay Khả Ni túm lấy chân giật ngược lại. Hai người phụ nữ vật lộn nhau trên nền đất toàn lá rụng. Lúc đầu là Khả Ni ở phía trên, sau đó lại bị Aoji vật ngược lại, bị đè bên dưới. Khả Ni nhớ tới chiêu cũ của Aoji, bèn đập đầu mình vào đầu cô ta rồi vật cô ta ngược lại, ngồi trên bụng cô ta và ghim chặt cả người,
tay bóp cổ khiến Ao Chi nhíu mày đau đớn. Đúng lúc này một cơn gió lướt qua, tán lá rơi xào xạc. Khả Ni chớp mắt một cái, Ao Chi đã dùng hết sức lực nghiêng người, Khả Ni ngã ra đất. Ao Chi lập tức lao tới chỗ cây kiếm và tấn công liên tục. Khả Ni chạy tới đâu, thân trúc đổ dạp tới đó bởi lưỡi kiếm sắc lẹm. Trong lúc chạy, kẹp tóc của cô rơi ra, tóc bay lòa xòa trong gió. Lưỡi kiếm vô tình hất nhanh một cái, một chùm tóc cứ thế đứt lìa nhẹ nhàng bay xuống nền đất toàn lá khô rơi rụng.